hôm nay là à, buổi đầu tiên cả nhà của à, lộ trình à, nâng tầm nhận thức về yêu thương à, của lớp thấu hiểu yêu thương à, kiến tạo an vui của tổ chức WIT. À, trước khi à, bắt đầu buổi học thì hoàng anh muốn gửi lòng biết ơn đến người thầy của mình và ban tổ chức à, đào tạo WIT đã cho anh cơ hội được uh, giao lưu chia sẻ với cả nhà mình và lớp yêu thương. Biết ơn uh, cô Thị Trung, MC xinh đẹp và các anh em uh, ekip âm thầm hỗ trợ để mà chúng ta có 12 buổi học trọn vẹn cùng với nhau. À, biết ơn uh, nhân mạch của các cô chú anh chị vì yêu thương mà giới thiệu mình đến với các lớp học của tổ chức quýt và quan trọng nhất là anh biết ơn sự hiện diện của cả nhà thời gian của chúng ta thì rất là quan trọng và rất là quý chúng ta sẽ dành cho những việc mà chúng ta ưu tiên thì rất là biết ơn cả nhà đã dành thời gian để chúng ta cùng nhau bước vào một cái lộ trình à, nâng tầm nhận thức về về yêu thương à, nói về yêu thương á cả nhà thì có lẽ nhà mình sẽ hay nghe đến cái từ chưa đựng thì à, khi mà anh nói là biết ơn nhân mạch của các cô chú anh chị vì yêu thương mà giới thiệu mình à, đến với các lớp học của tổ chức WIT thì nhà mình có để ý nhà mình có để ý là tất cả những cái phát biểu của tất cả những anh chị trong Zoom á trong tất cả các lớp học thì đa số mình sẽ thấy là vì có một ai đó chưa đựng vì có một ai đó chưa được à, và à, giới thiệu cho mình à, một những cái lớp học của tổ chức quyết à, nên là à, mình mới có mặt ở đây hoặc là à, cũng là vì yêu thương là một ai đó nhận được những giá trị tốt đẹp từ các lớp học của tổ chức quyết và à, chuyển hóa được chất lượng cuộc sống của mình và cũng vì yêu thương mà mong muốn mong muốn chúng ta có cái chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn nên mới chia sẻ và và à, về cái lộ trình chuyển hóa của bản thân và giới thiệu cho mình đến lớp học của tổ chức quyết nhà mình thấy đúng không ạ à? nhà mình có thấy là à, đa số tất cả những trường hợp mà chúng ta đang đang hiện diện ở đây thì hoặc là có một ai đó yêu thương chứa đựng mình à, nên chia sẻ thông tin hoặc là quảng bá nên là mình mình có mặt ở đây đúng không cả nhà? Ừ, chúng ta đang đang ở lớp học yêu thương á, thì uh, Hoàng Anh sẽ cùng cả nhà để nhận diện dần ha cả nhà uh, yêu thương đơn giản như vậy đó Nhiều khi mình cứ nghĩ yêu thương là phải là một cái gì đó uh, rất là lớn lao, rất là hy sinh, uh, rất là nhiều cho đi rất là nhiều nhưng mà hàng ngày hàng ngày á, là bao trùm cuộc sống của chúng ta thì chúng ta khi mà có được một cái lộ trình nâng tầm nhận thức về yêu thương, rõ hình rõ khái niệm về yêu thương thì mình sẽ thấy rằng là à, mỗi ngày và trong suốt cuộc đời của chúng ta từ nhỏ đến giờ đến giờ là chúng ta đã nhận được rất là nhiều yêu thương rất là nhiều yêu thương thì um... hoàng anh xin phép cả nhà ha thì um... Hiện nay thì uh, Hoàng Anh đang là uh, uh, nhân sự uh, chính thức của tổ chức quýt và rất là may mắn khi mà được uh, người thầy cũng như là tổ chức cho anh cơ hội được chia sẻ lớp uh, thấu hiểu yêu thương kiến tạo an vui và lớp thấu hiểu yêu tài chính kiến tạo an vui với uh, cộng đồng. Thì uh, trong lớp chúng ta thì uh, các anh chị nào đã gặp Hoàng Anh ở lớp uh, thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui thì có thể cho anh à, được à, gặp lại người quen để biết được người quen của mình ở khung chat không à <laughs> dạ là mình đã gặp nhau ở lớp ba à, tài chính, có ai đã gặp thằng anh ở lớp thấu hiểu yêu thương kiến tạo anh vui à, các khóa trước không à? nhà ừ. dạ, mình à, lớp yêu thương thì có thể cho anh số hai, à, lớp tài chính thì cho anh số 1 vừa yêu thương vừa tài chính thì cho anh số 1 và số 2. À dạ. <laughs> biết ơn cả nhà lắm lắm. À, vậy là chúng ta cũng cũng có rất là nhiều anh chị là chúng ta đã có sự kết nối với nhau rồi đúng không cả nhà. À, đã đã biết nhau và đã có sự kết nối. Có anh chị nào gặp Hoàng Anh ở trên Facebook hay là cộng đồng à, yêu mình đủ bạn có cả thế giới. À, hiện nay thì đang có lộ trình à, cô Thị Trung có giới thiệu ở cả nhà là thực hành thực hành yêu thương hành trình thực hành yêu thương của Hoàng Anh cùng với cô Diệu Hiền và Tim Phụng sự thì mới khai giảng sáng ngày hôm qua cả nhà à, sáng chủ nhật 5 giờ sáng ngày 14 tháng 7 thì có ai ở hành trình thực hành yêu thương thì hoặc là đã từng tham gia những hành trình thực hành yêu thương các khóa trước á thì có thể cho anh số 3 được không cả nhà? À, mình được gặp người quen nhiều quá cả nhà ha? Dạ. hành trình thực hành yêu thương. còn à, anh thấy ở khung chat đó cả nhà thì có đặt câu hỏi là à, ngày hôm nay là trễ rồi á thì à, tham gia được hay không? thì à, được thôi cả nhà. À, mình à, hành trình yêu thương lần này á thì để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng á thì hoàng anh cùng với team phụng sự là để dung mở có nghĩa là cái đường linh dung và pass thì mình tham gia được đầy đủ xuyên suốt thì đó là một cái sự cam kết chuyển hóa của hoàng anh và team phụng sự cam kết chuyển hóa còn thuận duyên cả nhà cứ có thêm khái niệm nguồn có lợi về yêu thương thì tốt hơn là là nhiều thì tốt hơn là là ít mà ít thì tốt hơn là không có đúng không cả nhà. Nên thuận duyên mình vào được lúc nào thì mình nhận giá trị vào lúc đấy. À, thuận duyên thì nhờ cô thị chung á giúp đỡ đăng ký gửi cái thông tin của hành trình thực hành yêu thương trưa nay lúc 12 giờ kém 15 à cho cộng đồng giúp giúp chị với. Dạ. Yeah. À, tại sao Hoàng Anh có cái hành trình thực hành yêu thương cả nhà? À, là tại vì trong quá trình à, được học à, thấu hiểu nội tâm, kiến thức an vui từ thầy thì à, xuất phát từ cái nghi vấn cũng như là cái bài học lớn nhất của cuộc đời Hoàng Anh đó là yêu mình đủ vẫn có cả thế giới cả nhà. Thì Hoàng Anh có một cuốn sách à, để à, hướng dẫn, à, chia sẻ thông tin hiện thực về yêu bản thân À, đúc kết tất cả những cái bài học tâm đắc ngộ trong quá trình Hoàng Anh à, có những mong muốn và nghi vấn cần làm rõ về về yêu bản thân thì à, nhà mình có ai đang sở hữu cuốn sách yêu mình đủ bạn có cả thế giới có thể cho Anh biết số 4 số 4 để làm quen được không cả nhà à dạ biết ơn cả nhà lắm biết ơn cả nhà À, cái hành, hành trình yêu thương á cả nhà hành trình yêu thương là một món quà hằng anh dành tặng để tri ân cho độc giả của mình làm sao để mà từng câu từng từ từng chữ và từng chương ở trong cuốn sách thì à, à, độc giả có thể đọc nhận thông tin nhận năng lượng và nhận hiện thực luôn cả nhà à, đó là cái lý do khởi điểm ban đầu à, hằng anh được thầy à, cố vấn để mà có thể chứa đựng sự chuyển hóa của độc giả của mình cũng như là giữ cái mối quan hệ kết nối lâu dài à, khi mà muốn đồng hành cùng nhau. dạ yeah, biết ơn uh, biết ơn cô cô thủy trung mình uh, yêu bản thân rồi cả nhà thì cái việc mà mình yêu uh, đối tác của mình á, người vợ hay người chồng hay là những cái uh, những cái vấn đề về yêu thương trong gia đình á, cũng quan trọng đúng không cả nhà thì nhà mình có ai là đã 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 kết nối với Hoàng Anh ở cộng đồng to be lover không cả nhà. To be lover cả nhà. Thì có thể cho anh số năm ở đây được không ạ? À? à dạ. Cộng đồng to be lover ha cả nhà? wow trong quá trình mà hoạt động về tài chính cả nhà trong quá trình mà hoạt động về làm rõ khái niệm nguồn và quan tập hình ảnh có lợi về tài chính thì hoàng anh cũng được cộng đồng tài chính mark mời tham gia chia sẻ một cái học phần trong cái lớp con đường thịnh vượng trong đầu tư nhà mình có ai gặp hoàng anh ở con đường trong thịnh vượng trong đầu tư có thể cho anh số sáu không cả nhà à dạ hay quá à ngày 14 tháng 7 vừa rồi á cả nhà hoàng anh có đồng hành cùng với các anh em master chia sẻ offline ở vũng tàu À, lớp một ngày về thấu hiểu và thu hút tài chính bền vững đó, ngày nhà thì hôm qua Hoàng Anh có được gặp ai mà bây giờ gặp lại ở trong Zoom không vậy nhà? Có ai ngày hôm qua Hoàng Anh được gặp ở Vũng Tàu và bây giờ được gặp ở trong Zoom không ạ? À? Ồ oh, dạ chào chào chị Hiền lương nghe đây chị Hiền Lương là à, Hoàng Anh đã hiện lên cái hình ảnh tâm trí là một người phụ nữ rất là rất là xinh đẹp à, mới được gặp chị ngày hôm qua có lẽ trước đây đã gặp nhưng mà hôm qua mới nhớ <laughs> à, thì à, về năng lượng hóa của yêu thương á cả nhà yêu thương là trạng thái mong muốn kết nối gắn bó và sở hữu của nội tâm đối với chủ thể được yêu thương thì nãy giờ á khi mà hoàng Anh hỏi cả nhà là nhà mình đã gặp hoàng anh ở đâu ở những cái lớp học nào ở những cái cộng đồng nào ở những cái chương trình nào nghĩa là làm sao cả nhà à, chúng ta đã có sự kết nối với nhau trước đó chưa cả nhà chúng ta đã có cái sự kết nối với nhau trước đó chưa à? đôi khi như vậy cũng là một à, một gấp của yêu thương đó cả nhà đơn giản như vậy cũng đã là yêu thương, yeah. và và nếu như gặp nhau ở khắp các mặt trận thì sao cả nhà? À, yêu mình đủ cũng gặp, à, yêu thương dành cho gia đình đôi lứa cũng gặp, à, tài chính cũng gặp, à, ở đâu cũng gặp thì nghĩa là sao cả nhà? Có nghĩa là chúng ta có cái mong muốn gắn bó với nhau nhiều hơn. Cái sự kết nối nó sâu sắc hơn Nhân duyên sâu dày hơn Nhân duyên sâu dày hơn Nhà mình hình dung ha Đi đâu làm gì học cái gì Mình cũng gặp một ai đó Theo như cả nhà là gặp từ lần thứ ba trở lên Thì tự nhiên gặp nhau thấy cười hì hì không cả nhà Kiểu như là <laughs> Hình như chúng ta có rất là nhiều điểm chung ấy Thì à, à, Thông qua cái việc Hoàng Anh à, hỏi À, những cái hoạt động mà anh đang tham gia ở trong cộng đồng thì thuận duyên nếu như đó là những cái chủ đề mà mình quan tâm thì chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài cả nhà bởi vì à, nếu như chúng ta có cùng một à, đích đến nếu như chúng ta có cùng một đích đến là hướng đến bảy sự giàu toàn diện để làm chủ bốn lĩnh vực là sức khỏe, mối quan hệ, nội tâm và tài chính thì chắc là sẽ gặp nhau dài dài cả nhà. Sẽ còn gặp nhau rất là nhiều. Gặp nhau rất là nhiều. À, nhà mình có ai thấy là Hoàng Anh có vẻ hơi tham không cả nhà? Sao tự nhiên sân nào cũng có mặt hết? À, có mỗi sức khỏe là chưa thấy. Chưa thấy hỏi thôi. Thì thật ra là Hoàng Anh mà đi ra ngoài ở những cộng đồng khác á mà có cơ hội để được chia sẻ về sức khỏe thì hoàng anh sẽ chia sẻ về sức khỏe nếu người, ở những cộng đồng tài chính à, những cộng đồng bên ngoài mà khi người ta bị khuyết ở góc sức khỏe và người ta đặt hàng về góc sức khỏe thì hoàng anh sẽ chia sẻ về về à, một lộ trình nâng tầm nhận thức để làm chủ sức khỏe. Dạ yeah. à, nhà mình thấy là hoàng anh có vẻ là là hơi tham ha thấy sân nào cũng 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 có mặt nhà mình có biết vì sao tham dữ như vậy không cả nhà à tại vì à nếu như nhà mình để ý ha sẽ thấy có cái câu là yêu mình đủ à, bạn có cả thế giới yêu mình đủ bạn có cả thế giới vậy thì một người mà yêu thương bản thân thì sẽ mong muốn đem đến những cái điều tốt đẹp cho cho bản thân đem đến những cái điều tốt đẹp cho bản thân mà mình muốn đem đến được những cái điều tốt đẹp cho bản thân thì mình lại phải hướng đến cái việc đem đến cái, cái, những cái điều tốt đẹp cho gia đình cho tổ chức cho xã hội thì mới thỏa mãn được cái mong muốn của mình là đem đến những điều tốt đẹp cho bản thân và yêu mình đủ bệnh có cả thế giới thì cái thế giới của mình là cái gì <laughs> thế giới của mình là mình làm chủ được cuộc đời của mình làm chủ cuộc, cuộc đời của mình thông qua làm chủ sức khỏe làm chủ mối quan hệ, làm chủ nội tâm và và làm chủ tài chính. thì cách đơn giản nhất để mà à, Hoàng Anh được học một cái sứ mệnh từ từ cộng đồng, từ tổ chức đó là trao đi giá trị làm chủ cuộc đời cho mọi người để làm chủ cuộc đời chính mình. nên mình muốn cái gì thì mình đi giúp đỡ người khác có cái điều đó trước. Đối nhà mình vì sao Hoàng Anh viết cuốn sách yêu mình đủ bạn có cả thế giới với chủ đề là vì à, về yêu bản thân. là vì hoàng anh biết rất rõ là mình yêu bản thân mình chưa có đủ <laughs> nên hoàng anh huân hoàn tập để rõ hình rõ khái niệm về yêu bản thân hoàng anh viết sách và anh đi hướng dẫn người khác yêu bản thân thì thuận duyên mỗi ngày hoàng anh sẽ biết cách yêu bản thân hơn để thế giới của mình mở rộng ra hơn hoàng anh chia sẻ lớp thấu hiểu yêu thương kiến tạo anh vui là bởi vì hoàng anh chưa có sự đủ đầy về về yêu thương và hoàng anh muốn là mình có sự đủ đầy về yêu thương và có một cái tầng bậc trí tuệ về yêu thương để à, không có vấn nạn phát sinh hoặc là luôn đứng trên vấn nạn phát sinh về yêu thương và làm sao để mà có thể đem đến những điều tốt đẹp cho cho mình và cho những người mình yêu thương. Nên Hoàng Anh à, xin phép Thầy cho Hoàng Anh được chia sẻ lộ trình là Thấu hiểu yêu thương kiến tạo anh vui. Còn về tài chính ở nhà, à, theo như cả nhà là Hoàng Anh đã À, giấc mơ về tài chính, à, mục tiêu về tài chính của Hoàng Anh đã 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 đạt được chưa cả nhà? Cách đây 5 năm, năm trong một lớp học của uh, thầy, thì uh, Hoàng Anh mới thấy rằng là, ô mình còn có thể kiến tạo một cái hiện thực và tương lai tài chính tốt đẹp hơn nhiều lắm và anh khởi cái mong muốn đó lên và lại tiếp tục huân tập để rõ hình rõ khái niệm và và kết quả là nó ra đời lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui và trong tương lai gần thì chúng ta sẽ có cuốn sách thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui và trong cộng đồng thì được sự hướng dẫn cố vấn của thầy của thầy và các thầy cô thì Hoàng Anh sẽ làm cái chương trình là đào tạo mentor tài chính để cho thật nhiều anh chị mentor có thể đi giúp đỡ người khác về về tài chính được đủ đầy đơn giản để đủ đầy hơn trong lớp của mình ấy sau khi nghe hoàng anh giới thiệu ơi có ai muốn tham giống hoàng anh không có thể cho hoàng anh số 7 để hoàng anh làm quen đó cả nhà, nhà có ai <laughs> có ai cảm thấy là hình như mình cũng muốn tham tham dữ như vậy đó <laughs> wow rất là biết ơn cả nhà biết ơn cả nhà lắm lắm những anh chị nào mà cảm thấy cũng tham giữ như vậy á cả nhà thì trong thời gian tới từ đây cho đến cuối năm hoàng anh sẽ làm sao để sớm nhất nhưng mà tổ chức quyết sẽ có lộ trình để đào tạo mentor tài chính hoàng anh thì cùng với cô diệu hiền và các cô trong tim phụng sự thì ngoài cái việc là chia sẻ lớp thấu hiểu yêu thương kiến tạo an vui, rồi hành trình thực hành yêu thương, kiến tạo an vui thì sẽ xây dựng cộng đồng yêu thương, cả nhà. Và có đào tạo uh, đại sứ yêu thương. Đại sứ yêu thương là cái tên mà cho tới thời điểm này thì mấy chị em đang thích và chọn. Nhưng mà thật sự nó là mentor yêu thương á, cả nhà. Nhà mình nghe cái tên uh, mentor yêu thương hay đại sứ yêu thương nghe dễ thương không, cả nhà? Các anh nam ở trong lớp của mình á. Có một cô vợ là đại sứ yêu thương Thấy cuộc đời mình có vẻ có tương lai hơn không cả nhà Mình đi đến đâu Thì cái nickname của mình là đại sứ yêu thương <laughs> Chắc người ta nghe là người ta có cảm tình rồi á Mà mình định thân mình là đại sứ yêu thương Chắc mình cũng tự nhiên cái mình ăn ở cũng ngon lắm á cả nhà Tại mình đâu có lựa chọn khác đâu Dạ yeah thì Hoàng Anh chia sẻ cho nhà mình những cái thông tin. À vậy thì vậy thì theo như cả nhà là yêu thương là một trạng thái à, mong muốn kết nối, gắn bó và sở hữu của à, chủ thể nội của nội tâm đối với chủ thể được yêu thương thì theo như cả nhà là để mà Hoàng Anh Hoàng Anh cùng với cả nhà mà muốn kết nối với nhau thì nãy giờ bằng những cái cái những cái hoạt động mà Hoàng Anh chia sẻ thì theo như cả nhà là chúng ta đơn giản để kết nối với nhau không cả nhà, nhà đơn giản để kết nối không à? đơn giản để kết nối ha cả nhà, nhà rất là đơn giản nên ai mà nói tìm không ra hoàng anh á là lạ lắm luôn ấy. tại vì hình như chỗ nào hoàng anh cũng có mặt đi vô trong nhâm chủ cũng có ở trong đấy mà à, nên là không có khái niệm là 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 tìm nhau không ra mà chỉ là muốn muốn là gặp chỉ là muốn là gặp thì Hoàng Anh cũng mong muốn, mong muốn được uh, kết nối, được kết nối uh, với cả nhà, mong muốn được kết nối với cả nhà. Còn nếu như mà uh, mình lựa chọn và sau này mình trở thành mentor tài chính hay là đại sứ yêu thương, thì theo như cả nhà là có phải rằng là mình nâng được cấp bậc mối quan hệ lên là bậc 4 đến bậc 5 không cả nhà? Tức là tin tưởng và thân thiết đồng hành cùng mục tiêu là có phải là mình nâng cấp mối quan hệ lên không cả nhà? À, chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh là lớp yêu thương, nên là anh hỏi cả nhà mình á, để hồi á tí nữa mình vô mình học á, mình sẽ phát hiện ra là ô yêu thương nó đơn giản như vậy, nó nhiều như vậy mà hình như là cả thế giới yêu mình. Và mình cũng rất đơn giản để có thể yêu cả thế giới. Chứ không phải là chỉ có yêu bản thân đâu cả nhà. À cả nhà mình yêu ai đó thì mình gặp họ mình có thấy vui không? Mình yêu ai đó mình gặp họ mình thấy vui không cả nhà? Nếu mình yêu ai đó mình được gặp người đó mình thấy vui không ạ? À? Dạ, vui. Vậy thì nếu như mình có thể yêu cả thế giới vậy có nghĩa là có nghĩa là lúc nào mình cũng vui đúng không cả nhà đi đâu gặp ai làm gì cũng vui à, trước đây khi mà mới được nghe thầy nói cái câu á là bước ra thì cả thế giới là nhà cả thế giới là nhà về nhà là cả thế giới nghe thấy đã không cả nhà nếu như mà mình có được cái cảnh giới cuộc sống mà bước ra thì cả thế giới là nhà về nhà là là cả thế giới vậy có nghĩa là chất lượng cuộc sống của chúng ta là tràn ngập niềm vui và và hạnh phúc thì à, đây là một cái bối cảnh hàng Anh chia sẻ thông tin cho nhà mình là những cái hoạt động mà Hoàng anh đang đang hoạt động trong cộng đồng thì à, thuận duyên ha cả nhà chúng ta có thể kết nối cùng với nhau ở các cái khía cạnh mà À, nhà mình quan tâm hoặc là ở tất cả các khía cạnh luôn. Nếu như ai đó mà có đích đến giống như Hoàng Anh là hướng đến bảy sự giàu toàn diện và làm chủ bốn khía cạnh à, của cuộc đời đó là sức khỏe, mối quan hệ, nội tâm và tài chính thì có nghĩa là mình có thể đồng hành với nhau ở ở mọi uh, mọi cái hoạt động hay cả nhà. À, thì Hoàng Anh có lời mời. Anh có lời mời là nếu như thuận duyên mà chúng ta đã được biết nhau ở trong lớp yêu thương lần này Và mình cảm thấy rằng là Cái hướng đi cũng như là Cái tri thức và Mình hạp hợp nhau thì mình Mình có thể kết nối với nhau ha cả nhà à, Rất là biết ơn Cả nhà à, Cô Thị Trung nếu thuận lợi Cô Thị Trung giúp đỡ chị là Chia sẻ với cả nhà tất cả những cái đường link Của những cái cộng đồng Mà chúng ta đang tham gia Để cho cả nhà có thể kết nối nè À, Facebook của yêu mình đủ bệnh có cả thế giới này của To Be Lover này Telegram hành trình yêu thương dạ yeah. à, mình cũng mượn sức của cộng đồng tài chính cộng đồng mát để mà mình hoàn tập về tài chính này dạ yeah, biết ơn biết ơn cô cô Thủy Trung À, trong năm cấp bậc mối quan hệ ở cả nhà thì à, thứ nhất á, là biết một thông tin à, cấp bậc thứ hai là biết nhiều thông tin thì nãy giờ là hoàng anh cùng với cả nhà là hoàng anh đã chủ động cho nhà mình biết nhiều hơn thông tin về hoàng anh rồi nhà mình có thấy là có nhiều nhiều hơn chưa à nhiều nhiều thông tin hơn chưa à dạ à, anh chủ động ha chia sẻ với cả nhà để mà à, cả nhà biết nhiều hơn thông tin về hoàng anh và muốn kiếm hoàng anh ở đâu rất là đơn giản kiếm kiểu gì cũng ra bởi vì dạ à và ngày hôm nay cả nhà à, hoàng anh xin phép chia sẻ màn hình à chúng ta ha cả nhà được đồng hành cùng nhau à một cái lộ trình nha cả nhà chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau một cái lộ trình nâng tầm lộ trình nâng tầm nhận thức về yêu thương à, lộ trình này của chúng ta là có tất cả là 12 buổi ha cả nhà à, hôm nay là buổi đầu tiên cho đến à, nhà mình là... để anh, anh lấy ra anh tới ngày bao nhiêu cả nhà là hết buổi thứ 12 chúng ta sẽ sẽ đếm từ ngày hôm nay là ngày 15 15 tháng 7 cho đến hết ngày 26 tháng 7 là 12 buổi thì lộ trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 cho đến 11 giờ 30 À, 7 giờ 30 cả nhà Thì à, MC thì đợi, lần này MC chính là cô Thủy Trung Sẽ lên để giao lưu à, Chia sẻ với cả nhà về Về bài học tâm đắc ngộ của ngày hôm qua Cũng như là giải đáp thắc mắc Tức là à, có rất là nhiều những anh chị Mặc dù là tổ chức có cái à, Một khoảng à, khoảng 30 đến 60 phút đầu giờ Để cho mình à, chia sẻ bài học tâm đắc ngộ à, Tuy nhiên á, là Cái đoạn đó là có ghi âm có một số anh chị thì hoặc số lượng đông mình không cảm thấy thoải mái để mà mình chia sẻ hoặc là mình cũng không muốn cái chia sẻ của mình ghi âm nên ban tổ chức dành riêng một cái khung thời gian đó à, cho cộng đồng để mà phù hợp với nhiều đối tượng hay cả nhà thì à, bắt đầu từ 7 giờ 30 là dung đã mở và cô thủy trung đã lên sớm để mà phụng sự cộng đồng thì à, lộ trình lần này á À, Hoàng Anh à, có nhận à, lớp học cho các con về tài chính kit ở sông mây cả nhà Không biết trong lớp mình có ai đang có con là đang đi học khóa à, chạy hè trưởng thành 21 ngày của tổ chức quýt ở sông mây không cả nhà thì à, Hoàng Anh có ngày 18 Hoàng Anh sẽ đồng hành cùng với các con à, học phần à, tài chính nên à, ngày 18 à, là cô Diệu Hiền À, cô Diệu Hiền hoặc cô Bích Nga sẽ thay Hoàng Anh để chia sẻ về ở trong cái lộ trình nâng tầm nhận thức về yêu thương với cả nhà. Và ngày ngày 22 đến ngày 31 á, thì Hoàng Anh có lớp offline thấu hiểu yêu thương à, và thấu hiểu tài chính với tập đoàn OBD. Nên là xuyên, xuyên suốt từ ngày từ ngày 22 cho đến ngày 26 thì chúng ta sẽ được đồng hành cùng với cô Diệu Hiền ha cả nhà. À, cũng là một cô giáo rất là tuyệt vời chia sẻ về yêu thương ở trong cộng đồng của mình. Dạ, thì à, à, cơ bản là 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 cái chương trình mà 12 buổi của chúng ta á, thì hoàng anh à, thông tin là như vậy ha cả nhà nhà mình rõ cái à, lộ trình chúng ta sẽ làm việc cùng nhau chưa à? Và và cái cái lộ trình nâng tầm nhận thức về yêu thương, lộ trình nâng tầm nhận thức về yêu thương thì uh, hoàng anh xin phép cả nhà ha hoàng anh sẽ nhắc nhớ với cả nhà cái lộ trình nâng tầm nhận thức về yêu thương nghĩa là như thế nào thì uh, chúng ta đã biết về khái niệm uh, trạng thái nội tâm uh, ảnh hưởng như thế nào đến tần số rung động và ảnh hưởng như thế nào về 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 cái cảm nhận uh, của chúng ta về về yêu thương hay cả nhà thì uh, hắn à, nhắc nhớ lại quy luật tâm thức ha. Là tại sao ha, tại sao tại sao cái cách mà một người á nhìn nhận hoặc là nhìn thấy được những cái điều trong cuộc sống á về vũ trụ quan này. Vũ trụ quan này thế giới quan nhân sinh quan không có giống nhau không có giống nhau và cụ thể là về chủ đề yêu thương tại sao cũng nhắc đến yêu thương thiên nhưng mà cái cảm nhận về yêu thương thì không phải ai cũng giống ai vậy tại sao nó lại có cái sự khác nhau như vậy thì cái tần số rung động ha cả nhà ha cái tần số rung động cái tần số rung động khác nhau thì sẽ cho chúng ta cái cái cảm nhận và cái nhìn nhìn nhận về yêu thương khác nhau thì à, tần số rung động á, mà từ từ ca tần số rung động thấp á tần số rung động thấp á thì thường á sẽ không cảm nhận được yêu thương cảm không cảm nhận được yêu thương à, cảm thấy là mình thiếu thốn yêu thương à, không có ai yêu thương mình mà mình cũng không yêu thương được ai còn tần số rung động năng lượng á mà từ cao cho đến siêu cao á thì sẽ nhận thấy cảm thấy và nhìn thấy là thế giới này tràn ngập yêu thương luôn mình được yêu thương rất là nhiều và mình cũng đơn giản để yêu thương con người và yêu thương nhiều yêu thương con người và yêu thương vạn vật à, vậy thì theo như cả nhà nhìn đây thì có phải là tần số rung động mà từ cao cho đến siêu cao từ cao cho đến siêu cao thì chúng ta sẽ nhận thấy cảm thấy và nhìn thấy yêu thương đúng không ạ? À? Nhưng mà sinh ra sinh ra tổng nghiệp của con người là mỗi người đã có một cái tần số rung động có sẵn này. Vậy thì vậy thì bây giờ làm sao để thay đổi được cái tần số này? thì người ta mới cảm thấy rằng là nếu mà muốn thay đổi tần số rung động à, thì không có cách gì để thay đổi nhưng người ta lại tìm à, các 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 các, các à, cao nhân ha, mới mới tìm ra được là à trạng thái nội tâm trạng thái nội tâm sẽ quyết định tần số rung động trạng thái nội tâm sẽ quyết định tần số rung động thì nếu mà trạng thái nội tâm á, mà âm á, trạng thái mà nội tâm á, mà âm thì thì tần số rung động với yêu thương là thấp có nghĩa là không nhận thấy không cảm thấy không nhìn thấy được yêu thương vậy một người mà không cảm thấy không nhận thấy không nhìn thấy được yêu thương thì chất lượng cuộc sống theo như cả nhà là thấp hay là cao à một người mà không cảm thấy, không nhận thấy, không nhìn thấy được yêu thương thì theo như cả nhà là chất lượng cuộc sống người đó thấp hay cao ạ? À? à là thấp. À, cái này thì nó hơi bóng tối một chút thôi cả nhà. Ngày hôm qua anh đi chơi, anh gặp một người anh. Thì khi nhắc đến yêu thương á, anh mới nói là ở bên Nhật, anh đi du lịch bên Nhật, thì bên Nhật có một cái khu rừng tự sát, có một cái khu rừng tự sát. Thì trước khi mà bước qua cánh cửa để đi vào khu rừng đó thì có ba câu hỏi phải trả lời câu hỏi thứ nhất là ai yêu thương bạn ai yêu thương bạn câu hỏi thứ hai là bạn yêu thương ai nếu không trả lời được câu 1, câu 3, câu 2 thì câu 3 là mời bạn vào trong khu rừng đấy. Vậy thì một người cùng trong một hoàn cảnh, sự vật, sự việc, hiện tượng hay con người, nhưng mà người có trạng thái nội tâm là âm, tần số rung động là thấp, thì sẽ cảm thấy rằng không cảm thấy, không nhận thấy, không nhìn thấy được yêu thương và không cảm thấy ai yêu thương mình và mình cũng không yêu thương ai. Thì có nghĩa là chất lượng cuộc sống của mình giống như zombie, ấy, đúng không mọi nhà? Ai ở đây đã quen với cái từ zombie à? À, mình hay nghe ở trên mạng xã hội, ấy, zombie là à 25 tuổi hay 35 tuổi nhưng mà đã chết rồi, chỉ chờ đến 75 tuổi để đi chôn thôi, sống không có sống vô hồn. Nhưng mà một người á có trạng thái nội tâm á là cân bằng hướng dương. Trạng thái nội tâm là dương nè. Cân bằng nè. cân bằng hướng dương thì sao cả nhà sẽ có tần số rung động là từ cao đến siêu cao từ cao đến siêu cao thì sẽ rất là đơn giản để nhận thấy cảm thấy và nhìn thấy được yêu thương và có chất lượng cuộc sống về yêu thương rất là tốt chất lượng mối quan hệ với bản thân và với con người rất là tốt và cảm nhận được là mình nhận được yêu thương rất là nhiều và cũng đơn giản để yêu thương được con người và vạn vật xung quanh vậy thì mình không mình không quản trị được tần số tần số rung động mình không quản trị được tần số rung động về yêu thương nhưng mình lại có thể quản trị được trạng thái nội tâm à, về yêu thương vậy thì tiếp theo là làm sao để mà để mà mình mình quản trị được cái trạng thái nội tâm á, là là cân bằng và hướng dương về yêu thương hay cả nhà thì á, để mà có cái trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương á, thì nó sẽ đến từ à nhận thức nội tâm là nó đến từ ba yếu tố ha cả nhà đó là rõ hình về yêu thương rõ hình về yêu thương à có công đức phước đức về yêu thương một người cho đi yêu thương á, thì có công đức phước đức về yêu thương không cả nhà rồi rõ khái niệm về rõ khái niệm về về yêu thương và khi mà chúng ta rõ khái niệm này có công đức phước đức này rõ hình về yêu thương thì thì là chúng ta có nhận thức đủ đầy về yêu thương. Vậy, đây là một khái niệm mà về quy luật tâm thức chúng ta đã được học trong lớp nội tâm, hàng nhắc nhớ lại để ứng dụng vào yêu thương và biết được là chúng ta sẽ sẽ đồng hành cùng nhau 12 buổi này như thế nào. Suốt 12 buổi này chúng ta làm có một việc thôi cả nhà. Suốt 12 buổi này chúng ta làm có một việc thôi, đó là Nâng tầm nhận thức về yêu thương Làm có một việc thôi Nâng tầm nhận thức về yêu thương Là Hoàng Anh sẽ giúp đỡ cho cả nhà Rõ hình rõ khái niệm về yêu thương Biết cách tích lũy công đức phước đức trong, trong yêu thương Để mà mình có cái nhận thức đủ đầy về yêu thương Thì khi nhắc đến yêu thương Thì trạng thái nội tâm của mình sẽ là Cân bằng và hướng dương Và tần số rung động của mình đối với yêu thương Là từ cao đến siêu cao mà từ cao đến siêu cao á, thì cái quả chúng ta được nhận là gì cả nhà? Từ cao đến cái siêu cao là cái quả chúng ta được nhận đó là, đó là như ý. Còn ở bên này là, là bất như ý. Thì mình, mình biết vậy thôi. Mục tiêu của mình là, mình có một cái lộ trình đang tầm nhận thức về yêu thương. Để cái quả yêu thương mà chúng ta sẽ nhận được đó là, đó là quả như ý đơn giản đúng không cả nhà à, An tiết lộ cho nhà mình một bí mật ha tổ chức quyết có duy nhất một lớp học có duy nhất một lớp học đó là thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui sợ dĩ có thêm lớp thấu hiểu yêu thương kiến tạo an vui thấu hiểu tư duy kiến tạo an vui thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui là để làm gì cả nhà để cho nhà mình thêm góc nhìn về ứng dụng ứng dụng nội tâm vào yêu thương ứng dụng nội tâm vào tài chính ứng dụng nội tâm vào tư duy và triết lý giáo dục của quýt đó là triết lý giáo dục tận gốc tận gốc có nghĩa là gì cả nhà nhận thức nhận thức sẽ quyết định tư duy và tư duy sẽ quyết định hành vi nên giáo dục tận gốc đó là giáo dục giúp nâng tầm nhận thức về bất cứ một cái khía cạnh nào đó nên hoàng anh cam kết nếu nếu cả nhà mình ha có mong muốn nhận được quả như ý về yêu thương à mong muốn là mình luôn luôn đứng trên vấn nạn về yêu thương và không gặp những 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 gọi là những uh, bất như ý liên quan đến yêu thương thì chúng ta toàn tâm toàn ý dành trọn vẹn uh, 12 buổi này để mà nâng tầm nhận thức về yêu thương thì uh, đối với chúng ta thì yêu thương nó rất là đơn giản và khi giải quyết được yêu thương rồi thì cái mối quan hệ đối với con người rất là đơn giản, rất là đơn giản và cái chất lượng cuộc sống của chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau một cái lộ trình 12 buổi yêu thương này và và anh cũng cam kết là mọi cái mong muốn và nghi vấn về yêu thương á, có thể được trả lời ở trong cái lớp học này nếu mà chúng ta đặt ý là mình sẽ nhận hết tất cả những cái giá trị mà ứng dụng nội tâm và yêu thương ở trong cái hành trình này mà không chỉ đơn giản á là mình giúp được bản thân Mà khi một người mà biết yêu thương Mà biết làm ra quả như ý Thì theo cả nhà là tất cả những người thân yêu à, Xung quanh người đó có được lợi lạc không cả nhà Cả thế giới Chúng ta nói về yêu rất là nhiều Làm gì cũng nói tại vì yêu à, Tại vì yêu Nhưng mà đến khi hỏi yêu là gì Thì, thì nếu như không được Ha, cao nhân chỉ điểm, thầy cô cho đạo lý và chuyên gia cho tư duy thì chúng ta rất mơ hồ về cái điều mà chúng ta cứ nghĩ là hiển nhiên là là ai cũng biết. Tại vì yêu á là bản năng rồi cả nhà. Đã là con người thì ai cũng yêu thương á, ai cũng tình cảm hết á. Nhưng mà yêu đúng, yêu đủ. Yêu để mà bản thân của mình hạnh phúc và giúp cho những người xung quanh hạnh phúc hơn á, thì À, không phải ai cũng 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 biết à, có một cái bài viết hoàng anh đọc trên mạng xã hội nhưng mà Hồng anh rất là tâm đắc luôn cả nhà à, có một người hỏi người thầy của mình là thầy ơi tại sao ở trong chùa khi mà con vô thì con thấy là nó có hai cái cột một cái cột là từ bi một cái cột là trí tuệ tại sao lại khắc hai hai cái chữ đó lên trên lên cái cột song song lúc mà con bước vô cái cổng mà thì thầy mới trả lời là yêu thương thì phải có trí tuệ nữa thì mới biết cách yêu thương đúng cách thì khi mà chúng ta nhận được những khái niệm ở trong lớp yêu thương chúng ta sẽ đơn giản để trở thành một người biết yêu thương có trí tuệ cả nhà biết yêu thương có trí tuệ và 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 biết yêu thương đúng cách À, người 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 giỏi người thông minh thì chưa chắc có cuộc sống tốt ha nhưng mà người trí tuệ thì nhất định có cuộc sống tốt và một người mà biết yêu thương một cách có trí tuệ thì nhất định là cái quả yêu thương là quả như ý không có cách nào khác hết nên Hoàng Anh cảm thấy rất là biết ơn à, thay mặt ha thay mặt cho những người thân yêu của các anh chị rất là biết ơn khi mà mình đã đã chọn lựa đã chọn lựa và có mặt ở hành trình một cái lộ trình nâng tầm nhận thức về yêu thương của lần này bởi vì khi mà mình chưa biết cách yêu thương ở cả nhà thì mình yêu ai thì mình làm cho người đó khổ nhiều nhất mình mà chưa biết cách yêu thương á thì thà là đừng có liên quan đến cuộc đời của mình còn người nào mà được mình yêu á là trời ơi là mình sẽ làm khổ họ nhiều nhất ai có cảm nhận cái này à có phải là những người Đăng nhân danh là yêu thương mình là làm cho mình khổ nhiều nhất đúng không? Vậy tương tự như vậy, mình yêu thương ai đó mà mình chưa được học cách yêu thương có nghĩa là mình đang làm khổ người ta đó. Mà làm người khác khổ thì mình có sướng không này nhà? Mình gieo cái nhân nào thì mình gặt quả đấy thôi. Mình cũng đâu có yên ổn được đâu, nên đâu có cách nào khác đâu là mình cần phải có một lộ trình nâng tầm nhận thức về về yêu thương. Cái sơ đồ này là anh nhắc nhớ lại những khái niệm mình đã học bên nội tâm á. Nhà mình đã nắm cái sơ đồ này xong chưa cả nhà? Để mình cùng nhau đi tiếp này. Cái sơ đồ này là anh nhắc nhớ lại tri thức bên nội tâm để mình ứng dụng vào yêu thương và mình hình dung được rất rõ. Là cái lộ trình nâng tầm nhận thức về yêu thương là cụ thể Là mình sẽ nhận được cái điều gì Và mình sẽ làm việc với nhau như thế nào Dạ yeah. Ok ha Biết ơn cả nhà Thì Đi xuyên suốt 12, 12 buổi này cả nhà Thì một cái người á Một cái người mà khi nhắc đến Nhắc đến yêu thương ha Một cái người mà khi nhắc đến yêu thương này. một cái người khi nhắc đến yêu thương mà trạng thái nội tâm ha là âm. Thì sẽ được sẽ được hiểu là người đó chưa có nhận thức về yêu thương. Một người ha, khi nhắc đến yêu thương mà trạng thái nội tâm là âm thì người đó là chưa có nhận thức về yêu thương. Một người á mà khi nhắc đến yêu thương á mà trạng thái nội tâm á nội tâm á là cân bằng cân bằng Hướng dương anh viết tắt như vậy được không cả nhà? Xin phép viết tắt vậy được không? Cân bằng hướng dương á thì người đó được gọi là có nhận thức. Có nhận thức về về yêu thương. Cân bằng hướng dương thì ra quả là như ý hay bất như ý cả nhà. Một người á mà trạng thái nội tâm mà nhắc đến yêu thương mà âm á thì là quả yêu thương đó là bất như ý và người đó được hiểu là chưa có nhận thức về yêu thương. Còn một người có trạng thái nội tâm là cân bằng hướng dương, khi nhắc đến yêu thương thì được hiểu là có nhận thức về yêu thương thì nó ra quả là quả là như ý. Nhưng á, một người á mà nhắc đến yêu thương một người mà nhắc đến yêu thương á mà rõ hình rõ hình rõ khái niệm một người mà rõ hình và rõ khái niệm một người mà đã có nhân duyên cả nhà mà đã rõ hình và rõ khái niệm rồi thì theo như cả nhà là trạng thái nội tâm nó đã cân bằng hướng dương chưa rồi vậy thì người đó là người có nhận thức đủ đầy về yêu thương Có nhận thức đủ đầy về yêu thương. Và mình vẫn được nghe cái câu là có nhận thức. Có nhận thức thì ra khỏi nhà. Có nhận thức là có hiện thực. Và hiện thực này là như ý đúng không ạ? À? Vậy thì lộ trình 12 buổi này sẽ giúp cho chúng ta là nhắc đến yêu thương là trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương rõ hình và rõ khái niệm để cho chúng ta có nhận thức đủ đầy về yêu thương và sẽ gặp được quả như ý về yêu thương. Lộ trình của chúng ta đi rõ không này nhà? Rất rõ ha. Và ở đây là anh đang cùng với cả nhà ứng dụng nội tâm và yêu thương. Nhà mình hình dung à, yêu thương hay tài chính hay là hôn nhân hay là sức khỏe giống y như vậy chỉ cần mình làm được một khía cạnh thôi là mình làm được mọi khía cạnh trong cuộc đời này nên khi hoàng anh hỏi nhà mình đấy ở sân tài chính sân sức khỏe sân yêu thương hay là nội tâm hay cái gì hoàng Anh cũng tham gia thật ra nó có một thôi cả nhà nó có một công thức thôi làm y như vậy thì nó ra quả là như ý có một công thức cả thật ra thì ứng dụng tài chính và yêu thương cũng y như nhau và đã gọi là ứng dụng thì ở đây tổ chức quyết mặc định ha cả nhà là mình đã nhận những tri thức bên lớp nội tâm nên nếu anh chị nào mà học toàn tâm, toàn ý, chọn vẹn, ghi chép và và làm bài học tâm đắc ngộ ở bên lớp nội tâm á, thì qua bên lớp yêu thương á, thì nhẹ tựa lông hồng cả nhà. Nghe đến đâu thì nhận hiện thực tới đó luôn. Nghe đến đâu là nhận, nghe nhận, nghe nhận. Còn nếu như á, vì một lý do nào đó mà mình đã bước vào lớp nội tâm mà mình chưa rõ mong muốn và chưa có nghi vấn thì thông qua bối cảnh lớp yêu thương sẽ giúp cho mình khi quay lại lớp nội tâm thì mình rõ mong muốn và rõ nhiều nghi vấn hơn thì khi đấy mình sẽ đơn giản để nhận nhận tri thức bên nội tâm hơn nên là à, chúc mừng chúc mừng cho gia đình mình à, những anh chị nào mà đã thấu suốt bên lớp nội tâm và qua lớp yêu thương thì cứ thông dòng mà nhận giá trị thôi là thành nhận thức của mình còn nếu vì lý do nào đó mà mình chưa học bên lớp nội tâm á nên những khái niệm mà Hoàng Anh nhắc nhớ á, thì nó lại là tri thức mới của mình mà bối cảnh của lớp yêu thương thì họ lại không chuyển giao giống như bên lớp nội tâm thì lúc đó mình quay lại lớp nội tâm mình sẽ biết là tại sao mình cần phải học cái tri thức đấy và ứng dụng vô đâu và cần như thế nào thì tự nhiên á là cái trạng thái học của mình nó sẽ khác tốt hơn rất là nhiều À, tại sao á, tại sao ở trong lớp nội tâm á cả nhà thầy có thầy có thầy có cho mình công thức là có mong muốn thì chuyển hóa có nghi vấn thì sẽ thấu suốt bây giờ nhà mình hình dung ha mình đang đi tìm một cái gì đó mà mình rất là quý cái tự nhiên có ai chỉ cho mình cái cách để mình có được cái điều đó theo như cả nhà là mình mừng không mừng không cả nhà mừng dữ không mình, mình đang đi tìm một cái điều gì đó mà mình rất là quý ví dụ như mình đang mong muốn hạnh phúc mình đang mong muốn yêu thương mình rất là quý cái tự nhiên các ai đã chỉ cho mình cái cách này mình đạt được điều đó thì mình là mừng không ạ mừng nhưng mà nếu mình không có mong muốn thì người khác cho mình mình đâu có cảm xúc gì đâu tại vì đâu có quan tâm đâu có muốn đâu bây giờ mình đang rất là đói bụng <laughs> mình muốn ăn thì cái ai đó cho mình ăn mình rất là vui mà mình đâu có đói đâu mình đâu có muốn đâu cái tự nhiên còn ép mình ăn nữa thậm chí là mình còn không ưa nữa nhà mình có thấy có mấy đứa nhỏ mà ba mẹ ép ăn không nó nhìn thấy thức ăn là nó ẹ lên rồi nó khóc là bởi vì người ta không có muốn mà nhưng mà cũng tương tự như vậy một đứa trẻ đang rất là đói và nó cần ăn và mình cho ăn thì nó sẽ cảm thấy là mình rất là yêu thương rất là mừng luôn nên á, là anh để mà mình có thể để mà mình có thể nhận được tri thức ở trong lớp yêu thương tốt nhất. Thì thứ nhất, chúc mừng cho các anh chị nào khi mà mình đã có một cái mong muốn khao khát tột cùng để chuyển hóa về yêu thương hoặc là nâng cái chất lượng về yêu thương của mình lên một cái tầm mới. Mình có mong muốn là khao khát tột cùng thì mình sẽ là cái nhóm cái nhóm mà anh chị nhận được nhiều giá trị nhất. Nhóm thứ hai là có rất nhiều nghi vấn về yêu thương. À, tại sao à, yêu thì phải làm cho người ta hạnh phúc chứ tại sao lại làm cho nhau tổn thương? Tại sao có rất là nhiều cặp đôi á yêu nhau á chứ khoảng một vài năm là không còn yêu như thuở ban đầu? Tại sao có cách nào để yêu như thuở ban đầu không? À, tại sao cha mẹ yêu thương con cái mà con cái nói thì không nghe lời mà ra đường bạn nói thì nghe lời? À, tại sao cách đây hai năm anh ấy yêu mình giống như chết đi sống lại mà bây giờ thờ vậy tại sao tại sao tại sao tại sao và tại sao thì khi đó mình sẽ nhận mình sẽ nhận câu trả lời và thấu suốt khi mà mình tham gia cái lộ trình yêu thương là hai cái nhóm mà mình sẽ nhận được giá trị nhiều nhất chị thấy chị thấy chung ray Em có câu hỏi hả Trung? Dạ vâng, em chào cô, chào cả lớp ạ. À, em cảm ơn cô đã cho em lên à, đây để à, chia sẻ. Thực ra thì à, à, với quá trình em học tập cũng như là mình à, à, học tập các lớp, mình đi nghiên cứu thì em mới nhận ra một điều. Đây là tâm tác mộ ra của em. Đó là con người chúng ta ấy, là như cô Hoàng Anh nói rất là chính xác đó là cái lớp nội tâm chính là một cái lớp nền tảng tất cả các lớp còn lại thế nhưng mà trong quá trình em học thì em mới nhận ra được một cái Cái thứ hai của nó đó là gì ạ đó là thực ra lớp nội tâm rất là quan trọng thế nhưng mà đôi khi á, là chúng ta học lớp nội tâm nhưng mà tại vì sao mà mở mở các lớp khác nó có một ý thứ hai ở đây là tự em nhận ra thôi đó là cái lớp nội tâm nó chỉ là một cái nền tảng thôi và đôi lúc thầy cho mình thầy cho mình những cái thông tin và những cái uh, những cái thông tin như vậy đấy nhưng mà đôi lúc là mình khi mình thực hành ấy nó chỉ là một một cái vế thôi nhưng mà khi vào những cái lớp sâu lúc tài chính hay là lớp tư duy hay là lớp yêu thương thì mình sẽ được sâu hơn về những cái kiến thức này em lấy một cái ví dụ rất đơn giản đó là ví dụ như ở trong cái lớp uh, tư tối hiểu yêu thương thì thầy nói về cái việc đó là mình sẽ không dính vào cái uh, đó là tài sắc danh tự quỷ thì mình sẽ không dính vào cái chỗ sắt tức là cho dù cái chỗ của mình ở nó có hơi vừa bộn, hơi bẩn một xíu nhưng mà mình sẽ không bị dính vào cái đánh sắt của mình dù như vậy thì mình vẫn có thể an vui mình vẫn có thể ở được nếu là có chỗ ngủ là được thế nhưng mà khi vào lớp uh, uh, thú hiểu về sức khỏe thì mình sẽ hiểu sâu thêm một ý đó là gì đó là cái năng lượng thì nó sẽ tạo ra sức khỏe cho mình vậy thì cái chỗ của mình mà nó có sạch sẽ nó có gọn gàng ngăn nắp thì nó sẽ tạo ra năng năng lượng và sức và sức khỏe mình nó nó sẽ tốt hơn chứ không chỉ ở một ở một cái chỗ là mình sẽ không bị dính hình vào cái chuyện là bẩn hay sạch mình chỉ cần một một một, một cái chỗ ngủ là coi như vậy nó nó cũng vẫn chưa là đủ cái ý của nó nữa mà kể cả mình ngủ thì mình cũng vẫn cần phải phải mạnh mình cũng vẫn cũng vẫn cần phải thoải mái thì mình cũng cần phải dọn mình cũng cần phải dọn dẹp và cũng cần phải làm sạch cái, cái chỗ mình ở thì lúc đó thì cái cuộc sống của mình nó mới đủ đầy được thì đơn giản như vậy thôi để làm gì ạ? để mình có thể là mình mình sẽ sâu hơn về cái chỗ này chứ không phải là ở ở cấp lớp nội tâm của thầy thầy bảo như vậy là khi sang lớp uh, của uh, sang lớp uh, của uh, của chỗ thầy thi khắc, thi thi các thi các mũ thì thầy lại bảo một cái ý khác là không phải, mà thực ra là mình sẽ phải hiểu sâu hơn về cái ý này thì đó là cái vào tâm bộ ra của em tức là mình học nội mình học cái nội tâm là lớp căn bản sau đó mình học cái lớp kia là nó sẽ sâu hơn về những cái nội tâm đó để cho mình có thể mở rộng ra và mình có thể mình ứng dụng nó 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 được tốt hơn. Và em đã uh, ứng dụng rồi, em đã thực chứng rồi và cảm thấy nó rất là hiệu quả. Dạ, cảm ơn cô và ơn cả nhà. Dạ, biết ơn uh, biết ơn Ngọc Trung. Nhà mình uh, uh, cái nội dung mà Trung mới chia sẻ cả nhà thì anh muốn chuyển ra cho nhà mình hai cái chữ. Đó là có mong muốn nhưng không mong cầu. Nhưng mà không mong cầu. Vậy thì mình có mong muốn ở một cái không gian sạch sẽ gọn gàng thơm tho cả nhà. Mình có mong muốn ở một cái không gian sạch sẽ gọn gàng thơm tho mà. Có Vậy thì cái không gian của mình ở Mình kiến tạo một cái không gian sạch sẽ gọn gàng thơm tha Nhưng mình tham gia một cộng đồng Mình đi cắm trại Mình đi tới nhà ai đó Mà bây giờ cái chỗ ở nó không sạch sẽ gọn gàng thơm tho Thì sẽ có những người khó chịu tới mức chịu không nổi Khó chịu bực bội hoặc là cảm thấy không thể chịu đựng được. Nhưng có những người là buông thôi có chỗ ở là tốt rồi nếu mình muốn sạch sẽ thơm tho thì tự mình đi tìm chỗ còn bây giờ trong bối cảnh tổ chức cho phép à, chủ nhà cho phép à, nói chung là ở thời điểm đó mình chỉ có thể được như vậy thôi thì mình buông và mình mình an vui và mình cảm thấy là vẫn có chỗ ngủ là tốt rồi và mình vẫn ngủ ngon nhưng khi mình có khả năng chủ động và kiểm soát được thì rõ ràng là mình cũng phải có chỗ ở sạch sẽ thơm tho gọn gàng chứ đúng không cả nhà chứ đâu phải là mình ở nhà của mình xong mình bảo mình ăn vui xong mình ở trên đống rác là đâu có được vậy thì bây giờ nói về yêu thương có mong muốn nhưng không mong cầu ví dụ như giờ mình muốn con của mình yêu thương yêu thương mình à, như thế này như thế này như thế này thì nếu mà được như vậy thì mình quá vui quá mừng quá trân trọng nhưng không được như vậy thì thôi bình thường nhưng mà không có những người mẹ lại đau khổ vật vã tổn thương rồi khóc lóc rồi tại sao tại sao đúng không ạ thì hỏi là đã là mẹ thì ai cũng mong muốn con mình yêu thương mình theo cách mình muốn hết nhưng mà một cái người mẹ mà có trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương khi nhắc đến yêu thương với con hoặc là mối quan hệ đối với con thì con làm cái gì mình cũng thấy ok không thấy con có vấn đề mà con làm những điều tốt đẹp thì mình cảm thấy trân trọng và biết ơn và cái người mẹ đó luôn chuyển được trạng thái an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn đối với con. Còn nếu không chỉ nhìn thấy là thấy vấn đề rồi. Nhìn là thấy bừa bộn. Nhìn là thấy ăn xong đồ ở đâu vứt lung tung ở đấy. Cái phòng học á thì ôi là trời ơi lôi cái 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 cái, cái hăn ngăn bàn nó cái gầm bàn ra một thùng rác. Kiểu vậy đó ngài nha. Thì cái của Trung nói đó là có mong muốn nhưng không mong cầu. Mình luôn luôn mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất, chất lượng nhất. Nhưng mà vì một lý do nào đó, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người không thỏa mãn và đáp ứng cái nhu cầu mong muốn của mình á, thì mình buông, mình lấy an vui bao dung ra mình xài và mình không bị dính mắc vào đó. Thì mình luôn luôn quản trị được trạng thái nội tâm là cân bằng hương dương. Ồ, cái hồi mà dự án doanh chủ khóa không á cả nhà có những anh chị đang là doanh nhân ở nhà cả trăm tỷ nhà mình hình dung cái nhà trăm tỷ thì tiện nghi như thế nào đúng không ạ à? cái nhập học vô doanh chủ ở phòng tám người xong rồi tám người có một cái nhà vệ sinh nè à. còn muốn được nhà vệ sinh khác thì phải chạy ra ngoài cắt cả trăm mét ấy rồi tám người ở chung như vậy thì cái chất lượng vệ sinh cũng đâu giống như nhà của mình nhà của mình có người chút việc dọn hàng ngày rồi ý thức của mình rồi số lượng người sử dụng nó ít không chịu được nổi luôn á cả nhà, nhà gọi là đầu lúc nào nghĩ đến chuyện đi về nhưng mà bây giờ không lẽ mình người lớn chủ doanh nghiệp Con cái lính lát vợ xong rồi hâm hở sắt ba lô lên đường đi vô đây ở rồi bây giờ ở không được rồi đi về rồi sao nói sao trả lời sao đã trả lời là nhà vệ sinh dơ quá ở không được chỗ ngủ kém chất lượng quá ngủ không được nên có mới có câu con người ta hay vợ người ta đúng không cô cái này hoàng anh không 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 hiểu ý thì linh hỏi mà cũng không không biết câu này luôn nhưng mà nhà mình hình dung không vậy thì vô một cái bối cảnh đó thì thì buông là an vui thôi chứ bây giờ làm sao nhưng mà về nhà của mình thì mình sẽ kiến tạo một cái không gian sống theo ý của mình. Dạ, vậy thì vậy thì ở cái lộ trình 12 buổi yêu thương này này cả nhà. À, có những điều á, hiển nhiên mình nghĩ là ai cũng biết. Nhưng mà Hoàng Anh cùng với cả nhà một lần nữa làm rõ lại cả nhà làm rõ lại là tầm quan trọng của yêu thương theo như cả nhà là yêu thương nếu yêu thương mà không quan trọng thì hoàng anh có cơ hội được tổ chức à, cho phép chia sẻ lớp thấu hiểu yêu thương kiến tạo anh vui ở trên cộng đồng không cả nhà theo như cả nhà là yêu thương có quan trọng không bây giờ mình tư duy logic nha ứng dụng ứng dụng cái tư duy của lớp của mình nếu như yêu thương không quan trọng thì thầy và tổ chức có cho Hoàng Anh cơ hội được chia sẻ lớp thấu hiểu yêu thương kiến tạo an vui trên cộng đồng không ạ? À? à, yêu thương rất là quan trọng ha cả nhà. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ha làm rõ tầm quan trọng của yêu thương. tầm quan trọng của yêu thương biết ơn à, chị thơm ha à, cả nhà ha mọi sự chuyển hóa bắt nguồn từ yêu thương à, à linh hà có nghi vấn hả chị mời à, chị mời linh hà không có trở tự một chút dạ ơn cô bên cả nhà em xin phép cả nhà mong cả nhà bao dung cho em một chút được bối cảnh nhà em hơi ồn một chút tại có hai bạn nhỏ. dạ à, thưa cô là em có một nghi vấn nói nhỏ là về khi mà cô nói về chuyện là bạn nhỏ mẹ người mẹ nào thì cũng muốn các bạn yêu thương mình theo cái theo cái mong muốn của mình ấy ạ? thì đôi khi bạn nhỏ nhà em có những cái bối cảnh mà bạn ý yêu em mà không theo mong muốn của em một chút nào cả và những cái lúc đấy thì thì là em đã xử lý bằng cách là em em nhất trụ thiền em buông dừng thôi rứt em em buông ra em không mong muốn nữa xong đấy thì là em đôi khi là em em không buông được quá thì em phải gửi bạn ấy sang ông bà nội để cách hẳn ra sau đó thì thì uh, em khi mà em bình thường lại rồi mà em cân bằng lại được rồi thì em lại lại đón bạn ấy về thì xử lý như thế thì có được không hả cô hoặc là uh, khi mà lại để hướng bạn ấy về cái cách mà yêu thương mình theo cái mình muốn thì thì nên làm như thế nào ạ? <laughs> Linh Hà đã tham dự nhiều lớp học của tổ chức quýt chưa? Dạ em tham dự các khóa nội tâm các khóa, khóa tư duy cũng đang cũng tham dự rồi và khóa yêu thương chính hôm nay em mới học buổi đầu ạ. Nội tâm tham dự rồi, à, tư duy tham dự rồi đúng không? Dạ. Thì thường trong các lớp học của tổ chức quýt á, các thầy cô có bảo là nên làm cái gì hay cái đó đúng hay sai hay không? Có theo như Hà có thấy các thầy cô có trả lời không? Dạ không. Ông trả lời cho hỏi cô Hằng Anh <laughs> Bây giờ ha Bây giờ nó sẽ không có khái niệm đúng hay sai Mà cái lên nào cần á Là quả như ý hay bất như ý Dạ Cần quả như ý á. Rồi cần quả như ý Bây giờ để mà có quả như ý Thì tần số rung động đối với yêu thương là cần phải phải là tần Từ số cao, rung động, đến, siêu cao, rung động. đến siêu cao nhưng mà mình sẽ không phải mình không thay đổi được tần số rung động nhưng mình có thể quản trị được trạng thái nội tâm bởi vì trạng thái nội tâm sẽ ảnh hưởng đến tần số rung động vậy thì mình sẽ cần có cái trạng thái nội tâm là cân bằng hướng dương được chưa rồi làm sao để có cái trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương thì thứ nhất là mình cần rõ hình rõ khái niệm về yêu thương có công đức phước đức về yêu thương thì khi nhắc đến yêu thương thì trạng thái nội tâm của mình sẽ cân bằng hướng dương thì mình có cái nhận thức đủ đầy về yêu thương và và chị có nói là lộ trình 12 buổi nâng tầm nhận thức về yêu thương là để làm gì hồi nãy chị nói là để làm gì linh hà dạ để uh, uh, Bản thân á, là chị sẽ cho nhà mình rõ hình và rõ khái niệm về yêu thương. Còn công đức, phước đức thì ai làm? Dạ mình làm. Quýt, quýt cái làm thay cho, cho Linh Hà được không? Dạ không. Rồi. Vậy khi mình có nhận thức đủ đầy về yêu thương và nhắc đến yêu thương là trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương thì mình sẽ được nhận quả. Vâng. Vậy thì cái việc làm của mình đúng hay sai nó có quan trọng nữa không? Bây Đã giờ... Bây giờ nếu có một ông bụt ông hiện ra ông nói là ta cho con đúng nhưng mà ăn quả như ý. Nếu con nhận sai thì sẽ được ăn quả là ta cho con đúng nhưng mà con sẽ ăn quả là bất như ý. Còn con nhận sai ta sẽ cho con ăn quả như ý thì em chọn cái nào? Em chọn nhận sai ạ. À? à, vậy đúng sai không quan trọng mà quan trọng là quả như ý hay hay bất, hay bất như ý. Và như ý hay bất như ý nó sẽ không bị chấp vào hình tướng là em làm cái gì mà là cái trạng thái nội tâm của em nó có cân bằng hướng dương hay không hai người về hành vi hình tướng giống nhau một trăm phần trăm nhưng một người làm cái việc đó với trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương thì nó ra là quả như ý một người làm cái hành vi đó với trạng thái nội tâm thì nó sẽ ra quả là bất như ý vậy thì theo như cả nhà là có một ai đã hỏi là em làm như vậy thì uh, cô hoàng anh thấy đúng hay sai thì trạng thái nội tâm của người đó chỉ có nóng lặn thì ai biết cả nhà người đó biết chứ hoàng anh có biết không còn làm sao để hoàng anh biết được anh hỏi bây giờ nó có như ý không nếu bạn nói như ý thì hoàng anh sẽ nói đúng rồi vậy thì trạng thái nội tâm của em là cân bằng hương dương nếu bạn nói là không bất như ý vậy thì trạng thái nội tâm của em nó là âm. Um, rồi tại sao hoàng anh biết quy luật Nguyên lý nó như vậy thì biết nó là như vậy thôi. Quy luật có nghĩa là gì? Mình tin hay không tin, mình mình thích hay không thích, mình biết hay không biết thì mình vẫn phải tôn trọng là nó vẫn diễn ra như vậy thôi. Nó diễn ra y như vậy thôi, không có cách nào khác hết dạ em biết ơn cô ạ à, vậy thì em hiểu những em hiểu là đó, hiện tại thì cái làm cái gì không quan trọng quan trọng là khi mình làm cái đó thì cái điều đó thì cái trạng thái nội tâm của mình cân như thế nào và và cái hình ảnh tâm trí của mình mình phải giữ giữ cái hình ảnh tâm trí đó rõ ràng thì thì và chỉ là mong muốn chứ không mong cầu thì mình sẽ đạt được cái cái quả như ý của mình đúng không ạ còn không không chấp vào cái việc mà mình làm mình làm miễn sao mà mình giữ được cái trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương là được đúng không cô À, đúng. Ý là em hiểu như vậy là 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 con đúng. đúng là, nói nhiên ạ. chị vừa nói xong cái lại hỏi lại Xong hỏi chị đúng hay không là sao? Đúng không? Tức là đúng cái tri thức đúng chị đưa thì nếu Linh đã cảm thấy tại vì nếu Linh cảm thấy nó là đúng ừ. thì nó là đúng mà Linh cảm thấy nó là sai thì nó là sai bởi vì bạn chính là những gì bạn tin. Nên cái niềm tin của Linh nó mới quan trọng chứ không phải niềm tin của chị. Còn bây giờ nếu như Linh nói sai mà chị Hoàng Anh nói đúng rồi nó xảy ra chuyện gì đó, rồi ai chịu trách nhiệm? Vậy cuối cùng là cái hậu quả đó là Linh vẫn phải lên nào vẫn phải chịu chứ chị đâu có chị yêu yeah. Vậy thì đúng hay sai ở bên trong nội tâm của mình mình phải là người nhận thức và biết rõ nhất còn người khác nói chỉ để tham khảo thôi yeah. không phải có nghĩa là người ta nói bậy hay người ta nói sai nhưng mà để mà nó ra được một kết quả để mình xài được cái nhận thức bậc hai là chính bản thân mình sẽ phải là người chủ động chọn lựa và chịu trách nhiệm về cái lựa chọn của mình và đúng hay sai là nhận thức của mình sẽ chọn chứ không phải là tại vì chị hoàng anh nói đúng nên em làm như vậy rồi bây giờ kết quả nó không như ý rồi sao có đi bắt đền không dạ biết ơn cô em em hiểu rồi ạ dạ biết ơn cô đã giải đáp viên cả nhà đã chứa được em ạ dạ biết ơn linh hà con được uh, mấy tháng ha Dạ, bạn nhỏ nhà em này thì được hơn uh, 2 tháng rưỡi ạ. À, còn bạn lớn thì được 5 tuổi đang đi mô bên cạnh đấy ạ. À. <laughs> ba mẹ con mà học về yêu thương là quá tuyệt vời. Thật dạ. sự thì uh, chúc mừng cho những đứa trẻ khi mà có uh, người cha, người mẹ mà chịu khó uh, dụng tâm ngồi để học về yêu thương. Thì thật sự là đó là những đứa trẻ phước báo không thể hình dung. Dạ, biết ơn cô, cả nhà nhiều lắm lắm ạ. Dạ. Yeah. Quay lại cả nhà mình đang mình đang mình đang đi vào phần tầm quan trọng của yêu thương thì ở trong lớp nội tâm thì chúng ta đã được thầy chuyển giao là khi mà một con người mà làm cái điều gì mà 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 mình mình đã được học mình đã được học trước đây cả nhà làm gì cũng phải có mục tiêu, làm gì cũng phải có mục tiêu, thì cái gì cũng chăm chăm vào mục tiêu và vào vào mình động cơ là gì, mục tiêu là gì, thì cái ý niệm nó thường thường là nó vì bản thân nên nó âm ngay từ đầu, nên đó là một trong những lý do mà mà mình cảm thấy cái con đường để thành công và hạnh phúc nó có vẻ không có được xuân sẻ lắm. Nhưng mà nếu mình làm vì tứ trọng anh thì nó rất đơn giản để mình có ý niệm dương và được mọi người trong xã hội ủng hộ thì yêu thương là dựa trên tứ trọng ân là yêu bản thân yêu gia đình yêu tổ chức yêu xã hội đúng không cả nhà và nó có cái câu là mọi sự chuyển hóa bắt nguồn từ yêu thương đây cả nhà nếu ai đó hỏi hoàng anh là lý do gì mà hoàng anh được thầy và tổ chức cho cơ hội được chia sẻ lớp thấu hiểu yêu thương kiến tạo ăn vui với cộng đồng là bởi vì tổ chức đào tạo quýt là một tổ chức đào tạo là một tổ chức giáo dục lấy sự chuyển hóa và trưởng thành của con người làm tôn chỉ tổ chức đào tạo witter là một tổ chức lấy sự chuyển hóa và trưởng thành của con người làm tôn trị mà mọi sự chuyển hóa bắt nguồn từ yêu thương một người mà bản thân chưa chịu thay đổi để hướng đến những điều tốt đẹp hơn là bởi vì người đó chưa có yêu bản thân một người mà bây giờ mình mình có vợ hoặc có chồng đúng không mình yêu thương đối tác của mình mình có con cái mình yêu thương con của mình mình có nhân viên đồng đội mình yêu thương nhân viên đồng đội của mình mình muốn mọi người là ý thức tự giác chuyển hóa hướng đến điều tốt đẹp hơn thì Nhà mình có thấy là có rất nhiều cha mẹ là yêu thương con cho giữ vô nhưng mà con đâu có trưởng thành đâu. Bởi vì yêu thương đúng cách là không phải mình cho đi cái tình yêu thương với đối tượng được yêu thương mà thông qua cái tình yêu thương của mình giúp cho người được yêu thương biết cách yêu bản thân thì khi đó họ mới chuyển hóa. đây là một cái trọng điểm trong cái việc yêu đúng cách với người khác hay cả nhà là nếu như mình yêu thương một ai đó là mình giúp cho người đó biết cách yêu bản thân để họ tự giác hướng đến những điều tốt đẹp Các làm thành câu nói về yêu thương đi cả nhà. Yêu thương yêu thương ai đó đúng cách. Yêu thương ai đó đúng cách là giúp cho người đó biết cách yêu bản thân để họ tự giác hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Vậy thì khi bước vào lớp nội tâm Có phải một người đã yêu bản thân Thì người đó sẽ chuyển hóa nhiều nhất không? Bởi vì sao? Bởi vì thông qua những cái tri thức Ở trong lớp nội tâm Sẽ biết, giúp cho họ biết cách ứng dụng Để mà kiến tạo cuộc đời của mình Để hướng đến sức khỏe, nội tâm, tài chính Mối quan hệ chất lượng hơn, tốt hơn so với trước đây còn một người vẫn còn thờ ơ vô tâm đối với cuộc đời của mình sao cũng được là yêu là yêu dữ chưa cả nhà bây giờ tài chính của mình thì chưa đủ đầy mà mà trong tổ chức quyết có lớp thấu hiểu tài chính nên ta ăn vui thì mình không có học vậy là yêu dữ chưa mình chưa ở trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất tinh thần và mối quan hệ xã hội nhưng mà có lớp thấu hiểu sức khỏe kiến tạo an vui mình không có thèm học yêu dữ chưa thầy chia sẻ xong cái thầy nói là biết cách ăn ở với người khác thì 6 tháng toàn bộ cuộc đời chuyển hóa nhưng ăn ở như thế nào đúng cách các anh chị tự tư duy đi cái vô lớp tài chính cái cuồng anh nói là à, tư duy tài chính năm chỉ số thông minh tài chính qua bên lớp sức khỏe thầy vũ nói là tư duy đi mà cô minh có lớp thấu hiểu tư duy kiến tạo anh vui không thèm vô học yêu dữ chưa thầy nói thầy bảo thầy bảo là à, vấn nạn sẽ xảy ra vấn nạn sẽ xảy ra để cho con người có bài học để trưởng thành nên các anh chị giúp đỡ toàn làm 10.000 bài học tâm đắc ngộ thì thì mình đã trả giá bằng 10.000 bài học tâm đắc ngộ thì mình sẽ không phải trả giá bằng vấn nạn hay bất nhi xảy ra nữa bởi vì con người thực tế là cần bài học để trưởng thành Không cần vấn nạn để trưởng thành Cái thầy mới nói là Các anh chị làm bài học tâm đắc ngộ ha Giúp đỡ toàn là bài học tâm đắc ngộ ha Không làm Yêu dữ chưa Nhưng mà hình dung người yêu bản nên Làm sao chưa cả nhà <laughs> Xong rồi á, là ăn như thế nào, uống như thế nào, thân nhiệt như thế nào. Thầy Vũ nói là không nên tắm đêm, tắm sau khi mặt trời lạnh. À, tắm đúng cách là làm sao? Cây mình rảnh lắm 11, 12 giờ đêm đi tắm. tám 9 giờ mình đi tắm. Yêu dữ chưa? Đó, vậy đó. Yêu bản thân những cái nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ, nhỏ như vậy đó. Tổng hợp lại hết là nó thành cuộc đời của mình. cái trong lớp sức khỏe thầy vũ nói là à, đói để cho mình bị đói là sẽ bị mất cơ tập thể dục cùi cụi cụi mồ bôi một okay, kê mỗi ngày nửa tiếng đo tới đo lui cả tháng nó mới lên được một tí cơ trong khi để cho mình bị đói bụng là sẽ mất cơ bị đói bụng là, là sẽ mất cơ xong cái thầy cô mới nói là uống trước khi khác ăn trước khi đói ngủ trước khi buồn ngủ mình làm lộn ngược hết trơn yêu dữ chưa xong cái mình yêu mình còn không nên hồn xong mình ngồi đó mình mơ mộng lên trên trời cao là có một ai đó yêu mình hơn chính bản thân họ yêu mình bởi vì mình là mình nhưng mà mình thấy mà ghê <laughs> bao dung cho mình cho phép mình được là chính mình mà mình còn yêu mình không nổi nữa xong mình ngồi mình mơ mộng là có một hoàng tử đến sẽ yêu mình hơn chính sinh mạng của anh ấy hay có một cô gái đẹp sẽ yêu mình à, à, bởi vì tất cả những gì mình có ủa nhưng mà mình có cái gì mình mình còn không yêu thương quan tâm mình mình còn không muốn đem đến những điều tốt đẹp cho mình xong cái mình ngồi mình chờ đợi có một ai đó chắc là phước báu á, mà lỡ may mà nó nhiều thì chắc cũng có nhưng mà hình như là xác suất đó nó ít lắm tại vì mây tầng nào gió tầng đó tần số rung động của mình phát ra như thế nào thì mình sẽ thu hút gọi là tương đồng thì mới mới sở hữu đó nhà mình thấy Hoàng anh mới liệt kê ra năm bảy câu hỏi thôi nhà mình thấy là mọi sự chuyển hóa bắt nguồn từ yêu thương câu này mạnh không cả nhà mạnh không mạnh mạnh ở đây là mạnh với yếu cả nhà <laughs> <laughs> yêu dữ chưa Rồi bây giờ biết vì sao mà mình chuyển hóa chậm chưa cả nhà Biết vì sao mình chuyển hóa chậm chưa Bây giờ mình muốn chuyển hóa nhanh đó. Tại sao Tại sao Tại sao mọi sự chuyển hóa bắt nguồn từ yêu thương Nhà mình biết vì sao Hoàng Anh viết cuốn sách Yêu mình đủ vẫn có cả thế giới Và làm cái hành trình yêu thương không đấu cả nhà ý niệm hơi âm một chút nha thằng anh biết là Hoàng anh chưa có yêu mình đủ bản thân cũng chưa có thật sự tự giác hướng đến những điều tốt đẹp một cách toàn diện và cứ mỗi một hành trình qua đi ngồi nghe cô hiền hướng dẫn mọi người yêu bản thân thì lâu lâu mình cũng nhột nhột một chút xong mỗi ngày mình mới yêu bản thân mình một chút À, và và gọi là gì? thông tin nha nó được gọi là nhúng mình vào môi trường lặp đi lặp lại nhắc đi nhắc lại nhắc nhớ liên tục thì mỗi một hành trình thì làm thêm được một chút mỗi một hành trình làm thêm được một chút thì hoàng anh cùng với các cô yêu mình đủ á nói chuyện với nhau á kêu là cứ sau mỗi một hành trình thì thấy hình như tần số rung động của mình nó lên được một chút là bởi vì mình yêu bản thân mình được nhiều hơn một chút thì cũng biết là những anh chị tham gia hành trình các khóa trước thì như thế nào nhưng có anh chị thì tham gia một hành trình có anh chị tham gia nhiều hành trình thì hoàng anh cùng với các cô đang suy nghĩ cái cách nào để mà cho các thành viên cộng đồng đồng hành lâu dài á nhưng mà thật sự thì mình nhúng mình trong môi trường và các thông tin được lặp đi lặp lại thì mình sẽ mỗi ngày yêu mình thêm một chút Vậy yêu bản thân tại sao uh, mọi sự chuyển hóa bắt nguồn từ yêu thương là nhà mình thấy bắt đầu nó rõ hơn như cả nhà? Đó, mọi người hay nói là tại sao yêu mình đủ vẫn có cả thế giới. Rồi Tầm quan trọng Số 1 nhưng mà là quan trọng nhất ha cả nhà Mọi sự chuyển hóa Bắt nguồn từ Từ yêu thương Tầm quan trọng thứ hai Này thú vị lắm cả nhà Thú vị dữ luôn á Nhà mình nhà mình có nhớ cái ngôi nhà có cần Hoàng Anh vẽ lại hay không? Nhà mình có hiện lên trong hình ảnh tâm trí cái ngôi nhà của mình không cả nhà? Ngôi nhà của mình nè có sức khỏe mối quan hệ nội tâm và tài chính nhà mình có cái cái nhà đó trong hình ảnh tâm trí chưa rồi cái nóc nhà của mình là cái gì cả nhà cái nóc nhà của mình là cái gì tài chính đây chia sẻ cho nhà mình một bí mật yêu thương là chìa khóa của tài chính yêu thương là chìa khóa của tài chính khi nhắc đến tài chính nhắc đến cái chìa khóa nhà mình có cái hình gì Muốn vào một căn phòng thì phải có chìa khóa. Muốn mở két sắt, mở tủ thì phải có chìa khóa. Vậy thì muốn đủ đầy về tài chính, dư giả dạ về tài chính, thịnh vượng về tài chính thì phải bắt nguồn từ yêu thương. Còn tại sao á, thì qua bên lớp tài chính mình sẽ được hiểu rất rõ. Hoặc là có bối cảnh thì trong trong lớp yêu thương thuận duyên thì anh sẽ làm rõ. Nhưng mà yêu thương là chìa khóa của tài chính Nhà mình nhà mình ai biết cái cái cuốn sách về tần số rung động năng lượng à nhà mình ai biết cuốn sách đó à, à người ta nói là 20 ấy là là giận dữ sân si rồi 100 là bao nhiêu 200 là bao nhiêu 350 là bao nhiêu 500 là yêu thương 700 là à, gì đó rồi Dạ đúng rồi power and 1000 là giác ngộ nhà mình biết cái đấy không ạ à? Nếu nếu mình không biết mình sợt chị Thanh Tuyền có đánh lên khung chat này cả nhà để hằng anh thuận duyên hằng anh hoàng anh sợt cho nhà mình ha yêu thương là chìa khóa của tài chính ở góc khoa học thì nhà hằng anh sẽ cho nhà mình coi cái tần số của yêu thương cái nào nó có tiếng Việt ta đây à, ok à, anh chia sẻ cái màn hình này cho cả nhà ha share Ok. Green. Nhà mình nhìn thấy cái màn hình thằng mà anh chia sẻ không? Nhà mình thấy không? Nhà mình thấy không cả nhà? Đây. Mình có thấy là yêu thương là 500 không? Nhà mình thấy chỗ này không? Ở đây người ta để nha. 20 lên đến 500. Yêu thương, An Bình là 600, khai sáng là 700 đến 1000. Mình thấy yêu thương 500 ở chỗ này đúng không? Rồi. Thì khi mình học lớp nội tâm, khi mà tần số rung động năng lượng tương đồng thì sẽ sở hữu. Nhà mình nhớ tới cái học vần mà thầy vẽ vật chất không gian thời gian không? Và vật quan sát là người quan sát không cả nhà? Làm sao để cho nó to lên hả? Rồi to hơn rồi đó cả nhà. Thấy chưa chị Thương Phạm? Rồi, vậy thì 500 là yêu thương. Vậy thì khi mình học về vật chất không gian thì khi vật quan sát và người quan sát tần số rung động tương đồng thì vật quan sát sẽ thấy, người quan sát sẽ thấy vật quan sát. Vậy thì ở tần số 500 là tần số tương đồng để thu hút vật chất Và 500 là tần số của yêu thương Mọi người sẽ nói là à, Cô Hoàng Anh ơi Em chưa có đủ đầy về tài chính Em không có em, em lúc nào cũng cảm thấy thiếu Vậy theo như cả nhà Cái tần số 500 này nè Nó phụ thuộc vào thế giới bên trong Hay phụ thuộc vào những cái tài sản Và thu nhập chúng ta sở hữu Theo như cả nhà nha 500 này nè Nó đến từ bên trong Hay nó đến từ bên ngoài đến từ bên trong. Vậy có nghĩa là gì? Khi chúng ta thay đổi, có một lộ trình nâng tầm nhận thức về yêu thương, thay đổi trạng thái nội tâm khi nhắc đến yêu thương và tần số rung động là tương đồng với yêu thương thì cũng chính là tần số tương đồng để sở hữu đời sống vật chất đủ đầy. Tương đồng là sở hữu. Nhà mình viết cái câu này giúp vô vợ, giúp Hoàng Anh. Tương đồng tần số là thu hút và sở hữu tương đồng tần số thì thu hút và sở hữu. Và tần số để tương đồng để thu hút và sở hữu đời sống vật chất đủ đầy là 500 và 500 là tần số của yêu thương. Mà hàng nó chậm lại chỗ nào rồi ta? Tức là tần số tương đồng thì thu hút và sở hữu. Vậy thì tần số tương đồng để thu hút và sở hữu đời sống vật chất đủ đầy là 500. Mà 500 chính là yêu thương. Khi mà khi mà một người đủ đầy về yêu thương thì tần số rung động của người đó là 500. Ở đây thì nó chỉ đơn giản là mình Hoàng Anh đang 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 cho mọi người thông tin là yêu thương là chìa khóa của tài chính. Nên tất cả các anh chị học viên bên lớp tài chính thì Hoàng Anh đều báo là quay về lớp yêu thương để để làm gì cả nhà? Để bồi nhân. Để bồi nhân để mà tần số rung động của mình tương đồng và sở hữu với đời sống vật chất đủ đầy nên nhà mình ngồi ở bên lớp yêu thương mà tài chính nó tự đến ngon không cả nhà nên đang học chính là đang làm có ai nghỉ làm để học yêu thương không có ai nghỉ làm việc để, để học yêu thương không cả nhà trong lớp mình có ai nghỉ làm để học yêu thương không ạ dạ rồi không sao hết đang học chính là đang làm tại vì có làm bao nhiêu mà tần số không tương đồng thì có thu hút và sở hữu không nhưng mà tần số tương đồng thì thu hút và sở hữu ngon ha nên là lớp yêu thương này giàu dữ lắm nè rồi ngôi nhà ngôi nhà của ngôi nhà của um, sức khỏe mối quan hệ nội tâm và tài chính thì có cái góc mối quan hệ đúng không cả nhà có góc mối quan hệ không vậy thì khi bồi nhân yêu thương thì thì mối quan hệ đơn giản để mà sở hữu nhiều mối quan hệ chất lượng không cả nhà theo như cả nhà một người mà mà bồi được cái nhân yêu thương và và, và 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 có cái nguồn năng lượng yêu thương bản thân và yêu thương con người thì thì người đó có đơn giản để sở hữu nhiều mối quan hệ chất lượng không ạ à? Dạ vậy có phải là yêu thương là giúp đơn giản nâng cấp mối quan hệ từ nhỏ đến lớn chúng ta đi học thì thường chúng ta yêu quý những thầy cô nào nhiều nhất có phải là thầy cô nào chứa đựng yêu thương quan tâm mình thì mình nhớ nhiều nhất đúng không ạ à? bao nhiêu năm tháng sau 20 năm 50 năm 30 năm học viên mới quay lại ngôi trường cũ để thăm thầy cô thì thăm ai có phải là mình nhận được tình yêu thương từ thầy cô nào thì mình sẽ về thăm thầy cô đó đúng không ạ vậy là cái mối quan hệ đó không chỉ là nâng cấp mà nó còn là lưu giữ gần như là lâu dài luôn rồi bây giờ mình nhìn lại đi tất cả những điều tốt đẹp của mình những điều quý giá của mình mình đem đi mình cho ai <laughs> mình cho ai mình đem cho những người mình mình yêu thương mà thường mình yêu ai cả nhà thường mình yêu cái người yêu mình á cả nhà có yêu cái người ghét mình không mình sẽ đi mình sẽ yêu cái người yêu mình mà người nào yêu mình nhiều thì mình yêu nhiều và ở đây á là mình học nội tâm và ở đây lớp của chúng ta là ứng dụng ứng dụng nội tâm vào yêu thương đúng không vậy thì có phải rằng là nhìn vào là sau khi ứng dụng nội tâm vào thì mình sẽ thấy là 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 giải quyết tài chính, giải quyết sức khỏe, giải quyết mối quan hệ luôn cho cả nhà. Mọi sự chuyển hóa bắt nguồn từ yêu thương mà. Vậy theo như cả nhà là yêu thương có xứng đáng để học không? Mình đang có những cái điều quý giá đang có những cái điều quý giá thì mình có muốn giữ lại hết những điều đó không cả nhà rồi mình muốn có những điều tốt đẹp hơn thì mình muốn có không ạ à? công thức đơn giản để giữ lại tất cả những gì mình có và và có những điều mình muốn có đó là yêu tất cả những gì mình có và yêu tất cả những gì mình muốn có vậy có phải rằng là là yêu thương sẽ giúp cho mình sở hữu và bội tăng tất cả những điều tốt đẹp không? Công thức ha. Công thức để giữ lại tất cả những điều tốt đẹp là yêu tất cả những gì mình có và yêu tất cả những gì mình muốn có. Vậy có phải yêu thương thì giúp cho mình sở hữu và bội tăng? Tất cả những điều tốt đẹp nhà minh thượng kiểm thảo lại cuộc đời của mình đúng vậy không vậy nhà nhà theo như cả nhà mà còn liệt kê nữa thì nhiều không còn liệt kê tầm quan trọng yêu thương được nữa không cả nhà liệt kê được nữa không cả nhà nhiều lắm nhưng mà bằng này thôi đủ để học yêu thương chưa hay nhà mình muốn thêm nữa <laughs> Bằng này đủ để học yêu thương chưa cả nhà hay là mình muốn thêm nữa? Muốn thêm nữa hả? <laughs> Một người mà mà không có yêu thương thì theo như cả nhà là hạnh phúc có rời sao? một người mà mà đủ đầy yêu thương thì có phải rằng là đơn giản để có hạnh phúc tự thân đúng không ạ? À? Đơn giản để có hạnh phúc tự thân và đơn giản để để giúp cho những người xung quanh hạnh phúc. Nên nếu như mà nếu như mà không biết cách yêu thương thì hình như mình quên đi khái niệm hạnh phúc. Có yêu thương thì mới có hạnh phúc mà. Thằng Anh nghĩ nhiều lắm nhưng mà năm lý do này là đủ mạnh lắm rồi cả nhà. Bi nhiêu rồi mà không học yêu thương nữa thì bao giờ học. Nhà mình để ý ha. Nhà mình để ý ha. Có phải rằng là cuộc đời này có hai chữ T ảnh hưởng đến mình rất lớn là tiền với tình không cả nhà. Lay hoay lay hoay mọi câu chuyện, mọi vấn nạn, mọi cái gì xảy ra nó đều liên quan đến tài chính và yêu thương hết. Mà bây giờ mình có một cái lộ trình nâng tầm nhận thức về yêu thương và tài chính là mình đã giải quyết được gần hết rồi mà mình lại đang ứng dụng trên nền tảng nội tâm nữa là triết lý giáo dục tận gốc và mình giải quyết cái nhân sâu nhất ở bên trong rồi thì theo như cả nhà là cuộc đời của mình nó ngon không ạ à? nhà mình thường ngồi nhớ lại hết vấn nạn của mình hai cái vấn nạn mà mình cảm thấy có vẻ là hơi khó kiểm soát là tiền với tình đúng không ạ? Mà một người tiền bạc thì đầy đủ yêu thương thì đủ đầy thì những vấn nạn khác nó cũng không có cơ hội để xảy ra nữa. Trân trọng thì mới sở hữu, biết ơn thì bộ tăng thì một người á, một người mà khi nhắc về bất cứ một cái khía cạnh nào mà quả như ý đang chỗ bất như ý đang chỗ thì một trăm phần trăm là ở đó thiếu nguồn năng lượng trân trọng biết ơn nhà mình ha nhìn quả là luận được nhân ha khi một khía cạnh nào đó mà quả như ý quả bất như ý đang chỗ thì một trăm phần trăm là ở đó đang thiếu nguồn năng lượng trân trọng biết ơn mà nói về trân trọng biết ơn là không phải mình cứ ngồi mình nói là mình trân trọng biết ơn mà chỉ đơn giản là mình nhận thức được tầm quan trọng thì mình sẽ khởi sanh được nguồn năng lượng trân trọng biết ơn. Chỉ đơn giản là mình nhận thức được tầm quan trọng thôi. Một người á mà để có sức khỏe tốt á thì phải nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe. Thì tự nhiên là sẽ trân quý cơ thể và biết cách chăm sóc cơ thể của mình. có phải là một người chồng mà hết lòng yêu thương vợ là bởi vì sao nhận thức được tầm quan trọng của vợ đối với cuộc đời của mình cuộc đời của gia đình mình gia tộc mình cuộc đời của các con của mình thì tự nhiên là có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn vợ nên một người đàn ông mà họ chưa có trân trọng chưa có trân quý người phụ nữ của mình theo như hoàng anh cái điều cơ bản nhất là để giúp cho người ta khởi cái nguồn nguồn năng lượng trân trọng biết ơn bài học mình được học từ trong lớp nội tâm với cả nhà là giúp cho người đó nhận thức được tầm quan trọng của vợ hoặc nhận thức được tầm quan trọng của người chồng nhận thức được tầm quan trọng về sự trưởng thành của con gái thì tự nhiên sẽ biết cần làm gì cho nó phù hợp Thì chúng ta cùng nhau nhận thức tầm quan trọng của yêu thương. Thông thường thông thường con người cả nhà hay có suy nghĩ như vậy nè. Thông thường ha. Nếu tôi có được tất cả những điều tôi muốn thì tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc viên mãn. Nếu tôi có được tất cả những điều tôi muốn thì tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc viên mãn nhưng mà tham và tưởng của con người á cả nhà thì bao nhiêu là đủ bao nhiêu là đủ thì cái nguồn năng lượng đủ đầy ấy, cả nhà sẽ giúp cho mình có đầy đủ nhưng mà có đầy đủ thì chưa chắc là có nguồn năng lượng đủ đầy và nguồn năng lượng đủ đầy ấy, là trọng điểm của yêu thương nên á nhà mình có để ý là những đứa trẻ mà được sinh ra trong một cái gia đình đủ đầy yêu thương á thì cho dù là con nhà nghèo thiếu thốn như thế nào thì dần dần cuộc sống chất lượng cuộc sống đều thay đổi hết không? Nhà mình để ý có thấy như vậy không ạ? À? Tất cả những đứa trẻ đủ đầy tình yêu thương thì cho dù đời sống vật chất có thiếu như thế nào thì theo thời gian dần dần là đủ hết. Là bởi vì cái đứa trẻ đó có cái nguồn năng lượng của sự đủ đầy và đó là nguồn năng lượng thu hút tài chính đó là bên trong đủ đầy bên ngoài sung túc nên những cái gia đình nào mà mà thiếu thốn về vật chất và tài chính nhưng mà đủ đầy về tình yêu thương á thì theo thời gian á là chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất đều thay đổi hết đều thay đổi hết nên thay vì tập trung vào làm giàu tập trung vào làm kiếm tiền thì thì tập trung vào là yêu thương đúng cách thôi là tài chính đã đổi rồi. thì còn một lý do thứ sáu nữa mình mình dừng ở sáu lý do nguồn năng lượng trọng điểm của yêu thương là đủ đầy Ở trong bối cảnh thì lần này mình lấy sáu cái ý này là tầm quan trọng của của yêu thương tại sao cần phải có một lộ trình nâng tầm nhận thức về về yêu thương bây giờ hoàng anh sẽ mọi việc bắt đầu từ kết quả thôi cả nhà vậy thì đồng hình đồng hành cùng nhau 12 buổi này à, những giá trị về yêu thương mà chúng ta sẽ nhận được là như thế nào Hoàng Anh sẽ cùng với cả nhà viết ra Thì à, nhiều khi mình đi đâu đó Hay là à, mình không có nghe được buổi nào Nhưng mà mình đặt ý Cùng nhau với cả nhà Bằng cách nào đó không biết Mình sẽ cần phải nhận được hết những cái giá trị trọng điểm Của lớp yêu thương lần này Cả nhà đồng thuận với thằng Anh không cả nhà Mỗi lần mà mình đầu tư cho một cái việc gì đó Thì nhất định là mình cần phải có lợi lạc Đúng không ạ Vậy thì mình đã đầu tư à, Thời gian rất là quý giá của mình vào lớp yêu thương thì nhất định mình phải mang cái gì về thành của mình chứ thì nhà mình cùng với thằng anh mình liệt kê ra ha để mà mình mình kiểm kê tới buổi cuối là mình đã nhận đủ hết chưa thì giá trị nhận được của cái lộ trình 12 buổi này có thể là sẽ còn nhiều hơn nữa nhưng mà đây là những cái trọng điểm mà nhất định mình cần phải nhận ra cả nhà à giá trị nhận được ha mình ứng dụng cái từ mình ứng dụng tư duy là mọi việc bắt đầu từ từ kết quả à giá trị thứ nhất ở trong uh, lớp nội tâm á cả nhà mình đã được nhận năm tầng bậc nhận thức nội tâm đúng không cả nhà à mình đã được nhận năm tầng bậc nhận thức nội tâm tương ứng với năm tầng bậc trí tuệ và yêu thương đúng cách là yêu thương có trí tuệ thì khi ứng dụng vào trong yêu thương á, thì chúng ta có bốn tầng bậc yêu thương ở à, đây là một cái tri thức quý mà sau rất là nhiều lần đi theo thầy để hỏi thầy ơi bây giờ lớp yêu thương á, thì cần làm sao để mà có thể đem lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng thì có một lần ăn được thầy chỉ điểm là bốn tầng bậc yêu thương thì mình sẽ nhận giá trị thứ nhất thôi cả nhà là bốn tầng bậc yêu thương mình hay nghĩ là mình yêu thương cũng dữ lắm rồi. Vậy thì bằng cái tri thức này thì chúng ta sẽ đơn giản để đo lường được mức độ yêu thương cũng như là biết cách để nâng cấp nâng cấp yêu thương cũng như là biết cách để yêu thương đúng cách cũng như là nhận diện được bản chất thật của yêu thương. Thường á, con người hay gọi là làm cho tình yêu nó lung linh gọi là gọi là sao ta. Lý tưởng hóa tình yêu đó cả nhà, lý tưởng hóa tình yêu và làm cho nó lấp lánh lên, nhưng mà thực tế là thông thường á con người không đạt được điều mình muốn là bởi vì không biết mình muốn gì hoặc không rõ điều mình mong muốn. Thì chúng ta cứ nói là à, yêu thương rồi mình yêu ai đó hay là mình đã yêu rất nhiều rồi, nhưng mà mình lại không rõ về yêu thương nên dẫn đến là nó có những cái sự ngộ nhận về yêu thương hoặc là hiểu nhầm về yêu thương thì bốn à, tầng bậc yêu thương sẽ cho chúng ta một cái nhận thức rất rõ về các cấp độ của yêu thương và cách yêu thương đúng cách và yêu thương một cách có trí tuệ một cách có trí tuệ ngon không cả nhà mình trở thành một người yêu thương có trí tuệ ngon không ạ à? À, người 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 thông minh thì thì chưa chắc có cuộc sống tốt nhưng mà người trí tuệ thì chắc chắn là có cuộc sống tốt và mình biết yêu thương một cách có trí tuệ thì thì kết quả yêu thương của mình sẽ là sẽ là quả như ý. Mình sẽ đơn giản để mà à, sở hữu những điều tốt đẹp cũng như là đem đến những điều tốt đẹp cho những người mà mình mình yêu thương. Và yêu thương là phẩm chất, yêu thương là tâm thái, yêu thương là nhân cách. Và ở trong lớp yêu thương này chúng ta sẽ có cơ hội để mà làm rõ là bồi nhân về phẩm chất là như thế nào tâm thái trong yêu thương là như thế nào nhân cách để thể hiện ra mình là người có nhân cách yêu thương là như thế nào là mình sẽ được làm rõ luôn cả nhà ha giá trị thứ hai mà mình nhận được ở trong lớp yêu thương đó là nguồn năng lượng trọng điểm của yêu thương đó là trạng thái của sự đủ đầy trạng thái của sự đủ đầy Trạng thái này ngon không về nhà? Trạng thái của sự đủ đầy Bên trong đủ đầy Bên ngoài sung túc Nhà mình nhớ lại cái chỗ tầm quan trọng Yêu thương là chìa khóa của tài chính và để cho mình đơn giản để yêu thương ai đó thì mình cần sở hữu trạng thái của sự đủ đầy thì trong cộng đồng của chúng ta may mắn khi mà đã được tìm à, phát triển khái niệm nguồn làm rõ à, như thế nào là thông tin năng lượng à, vật chất của trạng thái của sự đủ đầy rồi à, công thức của sự đủ đầy chúng ta cũng được thầy cho công thức của sự đủ đầy hay cả nhà nên à, chúng ta sẽ đơn giản có được trạng thái của sự đủ đầy mà một người có trạng thái của sự đủ đầy á, thì chắc chắn sẽ đầy đủ. Bên ngoài á, là thế giới vật chất bên ngoài đó cả nhà. Nhưng mà một người á, mà thiếu trạng thái đủ đầy thì cho dù là có tất cả thì vẫn không có đủ. Và trạng thái của sự đủ đầy chỉ là một trạng thái nhận thức của nội tâm thôi. Nên là đặt ý hay cả nhà. Những anh chị nào đã nhận được rồi ở những khóa trước thì Hoàng Anh xin chúc mừng. Những ai chưa nhận thì đặt ý lớp này mình nhận luôn được không cả nhà? Sự đủ đầy là chỉ là một trạng thái nhận thức nội tâm mà có nhận thức là có hiện thực. Thì những anh chị mà đã nhận rồi thì xin chúc mừng. Những anh chị chưa nhận thì khóa này nhận được không ạ? À? Khóa này nhận ha. Ok, biết ơn à, cả nhà. Ở trong phẩm chất yếu tố cả nhà phẩm chất là tính chất bên trong nội tâm của một con người mà người có phẩm chất yêu tú thì là người sẽ đạt được cái cuộc sống đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần. Thì trong phẩm chất yêu tú thì đã làm người ha cả nhà, đã làm người thì cần phải bồi nhân. Vậy thì có ai đặt nghi vấn là làm thế nào để bồi nhân không cả nhà? Bồi nhân là sao cả nhà? Nuôi dưỡng và làm lớn cái nhân yêu thương của mình bồi nhân thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ sẽ biết cách để mà bồi nhân thông qua công thức công thức để yêu thương ở đây có ai nói là ờ thầy cô bảo là yêu tất cả những gì mình có và yêu tất cả những gì mình muốn có nhưng mà yêu làm sao đây làm sao để yêu được bản thân mình làm sao để yêu được những người xung quanh làm sao để yêu được con của mình có ai đặt nghi vấn như vậy chưa à làm sao để có thể yêu thương con người có ai có nghi vấn này không nếu ai có thì sẽ nhận ngay hoàng anh có nghi vấn đó thì cả nhà nên có thể là nó chỉ là một khoảnh khắc ở trong lớp nội tâm thôi thầy nói công thức của yêu thương thì có thể có người để ý, có người không để ý bởi vì có nghi vấn. Thì Hoàng Anh nhớ là bởi vì sao cả nhà? Anh có nghi vấn về yêu thương. Thì Hoàng Anh sẽ chuyển giao lại cho cả nhà mình công thức để yêu thương ha. làm sao để yêu thương con người và yêu thương là phẩm chất yêu thương là tâm thái yêu thương là nhân cách một người có phẩm chất yêu thương chưa chắc có nhân cách yêu thương một người có nhân cách yêu thương chưa chắc có phẩm chất yêu thương nhưng mà chúng ta sẽ làm rõ luôn cả nhà ha yêu thương là yêu thương là phẩm chất yêu thương lạ là... tâm thái yêu thương lạ là nhân cách và mình sẽ làm sao cả nhà biết yêu thương đúng cách Vật chất hóa được yêu thương. Theo như cả nhà vật chất hóa được yêu thương á thì nó nằm ở đâu? Yêu thương là nhân cách đúng không cả nhà? nhân cách là do người khác đánh giá. Thì một người á, một người mà sở hữu được yêu thương là phẩm chất, yêu thương là tâm thái, yêu thương là nhân cách thì rất đơn giản để nhận diện được yêu thương và và phù hợp với mọi mọi đối tượng, mọi nhận thức khác nhau đều có thể cảm nhận được yêu thương. Thì đây là những cái giá trị mà ở lộ trình 12 buổi à, nâng tầm nhận thức về yêu thương, hàng anh sẽ cùng với cô Diệu Huyền sẽ đồng hành để chuyển giao cho cả nhà. Cái tờ giấy này nhà mình ghi xong rồi cách ở đâu? xong mình học tới đâu nhận được chỗ nào là mình đánh dấu được không cả nhà, nhà nhận đủ hết bản chất của lớp yêu thương là ứng dụng nội tâm và yêu thương vậy thì nó là quá trình huân tập của hoàng anh kể từ ngày đầu tiên học lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui cho đến bây giờ vậy thì hoàng anh chuyển giao cho nhà mình cái nhận thức đủ đầy về yêu thương hoàng anh huân tập trong 5 năm năm thành 12 buổi Vậy thì cả nhà mình tiết kiệm được ít nhất là mấy năm Trong quá trình ứng dụng nội tâm và yêu thương cả nhà Chỉ đơn giản là ứng dụng thôi mà Tri thức thì không có gì mới Đều là ứng dụng năm Kể từ cái buổi đầu tiên Hoàng Anh được học về nội tâm Anh huân tập để làm rõ hình và rõ khái niệm về yêu thương Thì Hoàng Anh làm cho tới thời điểm này là khoảng 5 năm Mà Hồng Anh chuyển giao cho nhà mình 12 buổi Vậy thì cái hành trình ứng dụng nội tâm của nhà mình tiết kiệm được ít nhất là mấy năm hả nhà? Về yêu thương? Tiết kiệm được 5 năm? 5 năm là một con số xứng đáng để mình dành 12 buổi không cả nhà? Đó là yêu bản thân đó. Chúc mừng những anh chị nào đang có hiện diện ở trong lớp yêu thương. Đó là mình đang yêu thương bản thân. Nên mình muốn làm chủ về cái cạnh yêu thương mà năm năm này á là do có ứng dụng được tri thức của nội tâm chứ nếu không có nguồn tri thức nội tâm để ứng dụng vào yêu thương thì sao cả nhà nhiều khi đến cuối đời cũng chưa có đứng trên vấn nạn để yêu thương Nhà mình có thấy có những người đến cuối đời vẫn chưa đứng trên vấn nạn về yêu thương không? Lớp nội tâm giống như là một ly nước trong vậy đó cả nhà. Mình sẽ ứng dụng vào yêu thương thì ra một ly nước khác. Ứng dụng vào tài chính, ứng dụng vào sức khỏe, ứng dụng vào tư duy, ứng dụng vào kinh doanh. Rồi, vậy bây giờ bắt đầu. Yêu thương là gì hả mẹ? Có một lần con trai 18 tuổi của Hoàng Anh qua hỏi Hoàng Anh là yêu thương là gì hả mẹ? may quá mình cũng đã được học về yêu thương rồi chứ không lúng túng quá cả nhà con của mình nó hỏi mẹ ơi yêu thương là gì theo như cả nhà là tự nhiên mà chưa có ăn học có lúng túng không con trai thằng anh 18 tuổi không có ở chung với mẹ một ngày đẹp trời con qua con hỏi mẹ là mẹ ơi yêu thương là gì hả mẹ <laughs> Đây, yêu thương. Nhà mình à. Nhà mình ghi lại cái cái khái niệm này đi cả nhà đợi ông anh. Ông anh lấy ha. Khi nhắc đến yêu thương chúng ta biết như thế nào về yêu thương tin như thế nào về yêu thương hiểu như thế nào về yêu thương hay nói cách khác chúng ta có khái niệm nguồn gì về yêu thương đại diện cho thông tin trong con người chúng ta về yêu thương đại diện cho hiện thực yêu thương của chúng ta khi nhắc đến yêu thương chúng ta biết như thế nào về yêu thương, tin như thế nào về yêu thương, hiểu như thế nào về yêu thương hay nói cách khác, chúng ta có khái niệm nguồn gì về yêu thương, đại diện cho thông tin bên trong con người của chúng ta về yêu thương và đại diện cho hiện thực yêu thương của chúng ta. Nhà mình à, nhà mình nghe được rõ không ạ? À? Vậy thì vậy thì bây giờ ha chúng ta sẽ biết như thế nào về về yêu thương tin như thế nào về yêu thương và hiểu như thế nào về yêu thương đọc chậm lại nhà mình muốn ghi lại ha nhà mình có ai đó giúp đỡ hoàng anh mình có thể đưa lên khung chat để cho những anh chị muốn ghi thì ghi kịp khi nhắc đến yêu thương khi nhắc đến yêu thương chúng ta biết như thế nào về yêu thương tin như thế nào về yêu thương hiểu như thế nào về yêu thương khi nhắc đến yêu thương chúng ta biết như thế nào về yêu thương tin như thế nào về yêu thương hiểu như thế nào về yêu thương hay nói cách khác chúng ta có khái niệm nguồn gì về yêu thương đại diện cho thông tin trong con người chúng ta về yêu thương đại diện cho hiện thực yêu thương của của chúng ta biết ơn chị Kiều My vậy thì à, bây giờ anh sẽ cung cấp cho nhà mình khái niệm nguồn về yêu thương ha biết tin hiểu hay nói cách khác đó là thông tin của yêu thương, năng lượng của yêu thương, vật chất của yêu thương. Yêu thương cả nhà yêu thương thì sẽ có yêu thương dựa trên bốn động lực sinh tồn đó là đó là yêu bản thân gia đình tổ chức và xã hội thằng anh sẽ triển khai bắt đầu từ khái niệm yêu bản thân thôi cả nhà thì sau đó mình sẽ phát triển khái niệm như thế nào là yêu thương gia đình yêu thương tổ chức và yêu thương xã hội thì người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy sáu nhu cầu Người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy sáu nhu cầu. Nhà mình viết, thằng Anna đọc luôn ha. Thông tin hóa của yêu thương nè. Người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy sáu nhu cầu. Hai chấm. nhu cầu cơ bản nhu cầu an toàn nhu cầu kết giao mối quan hệ người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy sáu nhu cầu nhu cầu cơ bản nhu cầu an toàn nhu cầu kết giao mối quan hệ người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy sáu nhu cầu nhu cầu cơ bản nhu cầu an toàn nhu cầu kết giao mối quan hệ nhu cầu được quý trọng nhu cầu được quý trọng phải nhu cầu khẳng định bản thân nhu cầu được quý trọng phải nhu cầu khẳng định bản thân và nhu cầu cho đi người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy sáu nhu cầu nhu cầu cơ bản nhu cầu an toàn nhu cầu kết giao mối quan hệ nhu cầu được quý trọng nhu cầu khẳng định bản thân và nhu cầu cho đi đó là thông tin hóa ha cả nhà nhà mình à, viết xong chưa à, có chị thương Nguyền đã cho chúng ta ở trên khung chat đầy đủ nè cả nhà bây giờ tới năng lượng hóa của yêu thương ha yêu thương bản thân là trạng thái mong muốn kết nối yêu thương bản thân là trạng thái mong muốn kết nối yêu thương bản thân là trạng thái mong muốn Yêu thương bản thân là trạng thái mong muốn. Yêu thương bản thân là trạng thái mong muốn, kết nối, gắn bó, sở hữu. Yêu thương bản thân là trạng thái mong muốn, kết nối, gắn bó, sở hữu của nội tâm đối với bản thân. Yêu thương bản thân là trạng thái mong muốn kết nối, gắn bó sở hữu của nội tâm đối với bản thân Năng lượng hóa của yêu thương, yêu thương bản thân là trạng thái mong muốn kết nối, gắn bó, sở hữu của nội tâm đối với bản thân. Vật chất hóa yêu thương cả nhà. Yêu thương bản thân là chia sẻ, tôn trọng, liêm chính, bao dung với bản thân. Yêu thương bản thân là Yêu thương bản thân là chia sẻ, tôn trọng liêm chính bao dung bản thân yêu thương bản thân là chia sẻ tôn trọng liêm chính bao dung bản thân vậy bây giờ mình phát triển thành gia đình tổ chức xã hội thì như thế nào cả nhà người yêu thương gia đình là người góp phần vào sự đáp ứng đủ đầy sáu nhu cầu cho gia đình nhu cầu cơ bản nhu cầu an toàn nhu cầu kết giao mối quan hệ nhu cầu được quý trọng nhu cầu khẳng định và nhu cầu cho đi năng lượng hóa ha yêu thương gia đình là trạng thái mong muốn kết nối gắn bó sở hữu của nội tâm đối với gia đình yêu thương bản thân yêu thương gia đình là chia sẻ tôn trọng liêm chính bao dung với gia đình vậy mình phát triển khái niệm nguồn cho xã hội cho tổ chức là sao cả nhà yêu thương tổ chức là cho góp phần cho tổ chức sự đủ đầy sáu nhu cầu nhu cầu cơ bản nhu cầu an toàn nhu cầu kết giao mối quan hệ nhu cầu được quý trọng nhu cầu khẳng định và nhu cầu cho đi của tổ chức yêu thương tổ chức là trạng thái mong muốn kết nối gắn bó sở hữu của nội tâm đối với tổ chức yêu thương tổ chức là chia sẻ tôn trọng liêm chính bao dung với tổ chức và khái niệm nguồn yêu thương xã hội là như thế nào yêu thương xã hội là cho xã hội góp phần cho xã hội sự đủ đầy sáu nhu cầu nhu cầu cơ bản nhu cầu an toàn nhu cầu kết giao mối quan hệ nhu cầu được quý trọng nhu cầu khẳng định và nhu cầu cho đi của xã hội yêu thương xã hội là trạng thái mong muốn kết nối gắn bó sở hữu của nội tâm đối với xã hội Yêu thương xã hội là chia sẻ, liêm chính, bao dung với xã hội. Đơn giản vậy thôi đó cả nhà. Vậy thì ở góc thông tin khi mà mình yêu thương một chủ thể nào đó một đối tượng nào đó thì mình cần phải lắng nghe để thấu hiểu và biết được những cái nhu cầu của người đó để mình thỏa mãn đáp ứng thì đó là là yêu thương đúng không cả nhà, nhà thì đó là yêu thương vậy thì theo như cả nhà là cái nhu cầu để mà làm chủ nội tâm làm chủ sức khỏe làm chủ mối quan hệ làm chủ tài chính của con người là có không con người có cái nhu cầu đó không cả nhà con người có cái nhu cầu đó không vậy thì tại sao mình yêu mến quýt <laughs> là bởi vì quýt thỏa mãn và đáp ứng cho mình cái nhu cầu để làm chủ cuộc đời làm chủ sức khỏe làm chủ mối quan hệ làm chủ tài chính làm chủ nội tâm tại sao mình yêu thương ba mẹ mình nhiều dữ vậy có phải ba mẹ là người thỏa mãn và đáp ứng những cái nhu cầu cho mình nhiều nhất không ngay từ khi còn là một đứa trẻ ha nhu cầu ăn mặc ở học tập nhu cầu được yêu thương được chăm sóc được quan tâm trở đi học cho tiền tất cả mọi nhu cầu của mình có phải là ba mẹ là người thỏa mãn và đáp ứng cho mình nhiều nhất đúng không cả nhà vậy khi vậy khi mà mình yêu thương một ai đó nhiều hơn thì là trong nhận thức của mình là mình thấy người đó thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu của mình nhiều hơn có phải vậy không vậy thì cứ nói là yêu yêu vậy như thế nào là yêu thì đứng ở góc thông tin là mình thỏa mãn và đáp ứng các cái nhu cầu cho chủ thể được yêu thương thì đó là yêu đó là ở góc thông tin vậy ở góc năng lượng này cả nhà vậy thì ở gấp thông tin á, là thỏa mãn và đáp ứng sáu nhu cầu vậy bây giờ quay lại bản thân ha người yêu thương bản thân là người thỏa mãn và đáp ứng cho bản thân sáu nhu cầu nhu cầu cơ bản nhu cầu an toàn nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội nhu cầu được quý trọng nhu cầu thể hiện bản thân và nhu cầu cho đi của bản thân vậy thì nhà mình kiểm thảo xem coi là mình đã yêu bản thân đủ chưa mình đã cho mình được sáu cái nhu cầu này chưa cả nhà oh, Chúc mừng chị Nhường là đủ rồi cả nhà mình đã cho bản thân mình thỏa mãn mà đáp ứng đủ đầy 6 nhu cầu này chưa thằng ghi ra đây để cho mình dễ xem ha nhu cầu cơ bản nhu cầu cơ bản nhu cầu an toàn nhu cầu kết giao mối quan hệ nhu cầu được quý trọng nhu cầu khẳng định bản thân và nhu cầu cho đi có rất là nhiều người loay hoay cứ tập trung vào nhu cầu cơ bản và nhu cầu an toàn mà cứ loay hoay hoài ở đây thì có lên đây được không phải nhà nuôi con cũng vậy chỉ có tập trung vào ăn mặc ở cho con thôi vậy là cũng chỉ có lay hoay ở nhu cầu cơ bản và nhu cầu an toàn thôi có thỏa mãn và đáp ứng những cái nhu cầu cao hơn không cả nhà nhà mình có để ý ha khi mà một người á mà chú ý thỏa mãn và đáp ứng cái nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội nhu cầu được quý trọng nhu cầu khẳng định bản thân và nhu cầu cho đi thì hiển nhiên là nhu cầu cơ bản và nhu cầu an toàn là đã vượt thoát trong cả nhà nhưng mà nếu chỉ tập trung vào nhu cầu cơ bản và nhu cầu an toàn Thì mãi mãi không lên được nhu cầu số 3, số 4, số 5 và số 6 Nhưng khi tập trung vào nhu cầu số 3, số 4, số 5, số 6 Thì hiển nhiên là số 1, số 2 nó được giải quyết Cái câu ở trong xã hội gọi là mưu sinh cơm áo gạo tiền Là cứ lay hoay ở nhu cầu số mấy hả nhà Lay hoay ở nhu cầu số mấy Số 1 và số 2 thì anh rất thích một câu nói mà cô minh đăng ở trên facebook là nếu bạn không nỗ lực tạo lập giá trị thì bạn cũng phải nỗ lực để mưu sinh đường nào cũng phải làm thôi làm mà đã 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 tạo lập giá trị thì theo như cả nhà là có mưu sinh xong luôn chưa vậy thì nếu như không không chú ý để thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội nhu cầu được quý trọng nhu cầu khẳng định bản thân và nhu cầu cho đi thì sẽ thì cũng phải loay hoay ở nhu cầu cơ bản và nhu cầu an toàn thôi nhưng mà nó sẽ ở đây luôn mà chỗ này cũng không xong nhưng khi chú ý đến nhu cầu số 3, số 4, số 5, số 6 thì hiển nhiên số 1 với số 2 là vượt thoát luôn nên tầm nhìn sẽ quyết định năng lực tầm nhìn sẽ quyết định chất lượng cuộc sống tầm nhìn sẽ quyết định kết quả Vậy thì đích đến của mình là đâu? Mình muốn, mình yêu bản thân, mình muốn thỏa mãn và đáp ứng cho mình ở những cái nhu cầu nào? Tại sao? Tại sao trong cộng đồng mình có nhiều anh chị thích vào mentor wood vậy? Hoặc là master, vì sao? Thứ nhất, theo như cả nhà là vào mentor và master thì có cơ hội để kết giao mối quan hệ xã hội nhiều hơn không có làm chủ sức khỏe làm chủ nội tâm làm chủ tài chính làm chủ uh, mối quan hệ thì theo như cả nhà là sẽ đơn giản để được người khác quý trọng không mình có giá trị để trao đi bản thân bản thân hoàng anh rất là may mắn khi có phước báu được thầy cho cơ hội chia sẻ lớp yêu thương và lớp tài chính ở trên cộng đồng có phải rằng là nhờ cái cơ hội đó mà anh sẽ đơn giản để kết giao mối quan hệ xã hội thuận lợi hơn người khác không cả nhà? Hạp hợp như thế nào đó thì cũng sẽ đơn giản là được yêu mến hơn đúng không ạ. À? Xây dựng nhân hiệu đơn giản hơn không cả nhà? Có phải là anh đang có cơ hội để để trao đi những cái tri thức mà xã hội cần không? Thì theo như cả nhà là anh có vượt thoát được nhu cầu cơ bản và nhu cầu an toàn chưa? Vậy thì khi trở thành mentor, master có phải rằng là là quýt đang đang cho mình một công cụ phương tiện để mình thỏa mãn nhu cầu số 3, số 4, số 5, số 6 luôn. Nếu như không có những tri thức quý mà quýt trao Nhà mình có hình dung là nhiều khi từ đây đến cuối đời Mình không giúp được cho một người thành công và một người hạnh phúc Tại vì bản thân của mình còn chưa thành công hạnh phúc thì giúp cho ai Nhưng mà khi có cái công cụ là là đòn bẩy Là sức mạnh của những tri thức thầy quýt trao Có phải rằng là mình sẽ đơn giản để giúp đỡ người khác không ạ à? Ở đây có ai thấy rằng là sau khi mình mình lan tỏa và mình quảng bá, mình kết nối con người đến với các lớp học của tổ chức VIT. Thì hình như là chất lượng mối quan hệ và chất lượng cuộc sống của mình nó đã thay đổi rồi. Có ai nhận diện được điều đó không? Dạ. Yeah. Rồi, Hoàng Anh có 20 năm đi làm cả nhà. Hoàng Anh cảm thấy mình cũng là một nhân sự tương đối rất là nghiêm túc với cả nhà gần như 20 năm đi làm không bao giờ để cho ai nhắc nhở bản thân mình thì lây hoay mãi chỉ giải quyết được có mỗi là thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu cho bản thân gia đình là thấy mình ngon lắm rồi mình chịu trách nhiệm được cho bản thân và gia đình của mình để cho những người thân yêu là cha mẹ của mình không có lo cho mình nhưng mà thông qua công cụ của tổ chức trao thầy trao thì theo như cả nhà là anh cũng đóng góp được một chút vào cái sự đáp ứng cái nhu cầu cho tổ chức và xã hội không cả nhà thì bằng một cách nào đó mọi người hay nói là thấy hoàng anh có trạng thái của sự đủ đầy nhà mình nhìn vô đây ha tại sao đủ đầy tất cả những cái nhu cầu cơ bản an toàn kết giao mối quan hệ xã hội được quý trọng khẳng định bản thân và cho đi thì có phải rằng là vô tình là anh có công cụ phương tiện để thỏa mãn và đáp ứng những cái nhu cầu này của bản thân không và nhà mình có thấy các thầy cô trong quýt đều có sự đủ đầy không ạ? À? là bởi vì các thầy cô có công cụ và phương tiện để thỏa mãn và đáp ứng sáu cái nhu cầu cho bản thân của mình và khi khi mình đã thỏa mãn và đáp ứng những cái nhu cầu này cho bản thân này, thì theo như cả nhà là có đơn giản để góp phần vào gia đình để mà thỏa mãn đáp ứng cho gia đình cái sự đủ đầy sáu nhu cầu này không cả nhà? Mình có đơn giản để mà góp phần vào tổ chức, có đơn giản để giúp đỡ con người không? Thì đó là yêu thương á. Ai ai cảm nhận là là quýt yêu thương các anh chị nè, có ai cảm nhận quýt yêu thương các anh chị không? Dạ. Tại vì sao? Tại vì quýt thỏa mãn và đáp ứng cho mình cái nhu cầu để mà làm chủ cuộc đời, cho mình công cụ phương tiện tri thức để mà mình thỏa mãn và đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của mình. Nên là mình yêu Giờ ra đường ai mà nói xấu quýt Mà nếu mình yêu quýt mình có không ưa không Mình yêu mà Thì đây là thông tin của yêu thương Vậy thì nhà mình hình dung ha Nếu mình là một người vợ hay là một người chồng mà mình góp phần vào cái sự đủ đầy sáu cái nhu cầu này cho đối tác của mình theo như cả nhà là đối tác có yêu mình không có ghi nhận không mình có con mình có con mình góp phần vào cái sự đủ đầy để giúp cho con của mình thỏa mãn sáu cái nhu cầu này thì con cái có trân trọng và yêu quý cha mẹ không mình giúp đỡ cho một ai đó và họ thỏa mãn và đáp ứng được sáu nhu cầu này họ có dân quý mình không họ có định nghĩa là đó là mình yêu họ không đây là ở góc thông tin rồi bây giờ qua góc thông tin nhà mình có câu hỏi gì không cả nhà nhà mình có câu hỏi gì ở góc thông tin không mình mình thấu suốt chưa cả nhà nên yêu thương á mà thỏa mãn đáp ứng các cái nhu cầu này nè ở cái chỗ này nè yêu thương là phẩm chất chỗ này là yêu thương là phẩm chất nè cả nhà rồi bây giờ qua góc năng lượng yêu thương là thâm, tâm thái ha yêu thương là chặt yêu thương bản thân là trạng thái mong muốn kết nối gắn bó và sở hữu của bạn của bạn đối với bản thân yêu thương gia đình là trạng thái mong muốn kết nối gắn bó sở hữu đối với gia đình yêu thương tổ chức là trạng thái mong muốn kết nối gắn bó sở hữu đối với gia đình yêu thương xã hội là trạng thái mong muốn kết nối gắn bó sở hữu đối với xã hội rồi nhà mình có hay nghe các anh chị lên lớp nội tâm hay nói là bị mất kết nối với chồng hay mất kết nối với con không cả nhà mình có từng nghe không khi người phụ nữ đó nói ra cái điều đó vậy thì người phụ nữ đó có mong muốn kết nối với người thân yêu của mình không trong mối quan hệ còn kết nối là còn mối quan hệ mất kết nối là xem như mối quan hệ đó kết thúc mà đã là nhân duyên mà là người thân thì rồi thì có mất kết nối được không cả nhà mình tưởng là mất kết nối thôi chứ nó vẫn còn ở đó đã là nhân duyên là là người thân thì không có khái niệm mất kết nối bởi vì sợi dây kết nối nó luôn nằm ở đó chỉ là kết nối theo chiều hướng âm hay dương thôi chứ không có khái niệm là mất kết nối nhưng mà ở trong xã hội thì khi mình còn muốn giao lưu qua lại với một ai đó thì có phải là mối quan hệ đó còn không cả nhà? Còn mình không còn liên lạc bất cứ một phương tiện hay hình thức nào hết. Vậy là có phải mối quan hệ đó mình không không còn kết nối không? Không kết nối. Đó là về mặt hình tướng. Cả nhà mình có tin là kết nối thì có thể xuyên không không? Nhà mình có nghe những câu chuyện là những người yêu nhau là họ kết nối xuyên không không? ở xa nhưng mà vẫn gần còn hai người ở ngủ chung giường với nhau nhưng mà mất kết nối thì cũng chả biết gì về nhau hết nhưng mà hai người yêu thương nhau thật sự thì cho dù ở xa thì người ta vẫn kết nối với nhau thì ngày mai hoàng anh sẽ trong những buổi sau hoàng anh sẽ làm rõ cho nhà mình về cái tam giác hiện thực khái niệm nguồn của kết nối là như thế nào làm sao để mà mình kết nối được nhưng mà nhà mình hình dung ha khi mình kết nối với một người mình cảm thấy thích ở gần cảm xúc tích cực thoải mái vui vẻ ở bên cạnh người đó thì mình có muốn gắn bó với người đó lâu dài không có muốn gắn bó lâu dài không cả nhà mình đi đến một tổ chức mình cảm thấy cảm xúc rất là tích cực thì có phải là mình muốn gắn bó với tổ chức đó lâu dài không mình chơi với một ai đó mình kết nối với người đó và mình có cái cảm nhận cảm xúc rất là tốt đẹp thì có phải là mình muốn gắn bó với người đó lâu dài không vậy mình yêu một ai đó và mình luôn luôn có cái cảm nhận cảm xúc tốt đẹp khi ở bên cạnh người đó thì mình muốn gắn bó với người đó lâu dài và lâu dài đến mức mãi mãi thì có giống sở hữu không sở hữu nhưng không sở hữu nhưng mà gắn bó mãi mãi là có phải sở hữu không cả nhà một nhân viên mà gắn bó với tổ chức mãi mãi thì có phải là tổ chức đó sở hữu cái nhân sự đó không ạ à? sở hữu cái sức lao động thời gian trí tuệ chất xám của cái người đó một người vợ mà muốn gắn bó mãi mãi với người chồng của mình thì có phải là người chồng nó sở hữu người phụ nữ đó không vậy thì vậy thì nhà mình kiểm thảo lại mối quan hệ yêu thương của mình ha có phải những ai mà mình mong muốn kết nối gắn bó cánh bó mãi mãi là mình yêu thương người đó không? đó là năng lượng của yêu thương. tại vì nha, có những trường hợp là thỏa mãn đáp ứng nhu cầu, cho nhu cầu thì nhận nhưng không thích ở gần, <laughs> có không cả nhà? có không? cha mẹ vẫn lo cho con cái đầy đủ những cái gì con cần tài chính để đi học nơi ăn mặc ở nhưng mà không thích ở gần ba mẹ là có không Có và nhiều khi bị có những đứa con nó có nhận thức cha mẹ lo cho mình là yêu mình rồi còn không hạt mà không thích ở gần thì lại là chuyện khác nhưng có những đứa con nó không thích ở gần nó hiểu là không yêu là bởi vì thiếu thông tin và thiếu nhận thức về yêu thương nên dẫn đến nhận diện yêu thương bị khiếm khuyết Rồi Đáp ứng đủ đầy nhu cầu Có trạng thái này rồi Nhưng mà vật chất hóa của yêu thương là gì Yêu thương là chia sẻ Con người của mình có nhu cầu để chia sẻ không cả nhà Để kiểm thảo được á, Là mình yêu thương ai ấy, cả nhà Mình yêu thương ai nhất đó. Người ta đặt ra câu hỏi về nè Khi mà bạn có điều gì vui nhất Hoặc những điều gì đối với bạn là khó khăn nhất người đầu tiên bạn liên lạc là ai thì đó là người bạn yêu thương nhất đúng không đó là cái nhu cầu gì cả nhà nhu cầu chia sẻ ăn món ngon đi du lịch cảnh đẹp bạn muốn ai đi cùng nhất đó là người bạn yêu thương nhất bạn muốn những điều tốt đẹp đó ai cũng được hưởng bạn yêu thương người đó một người sếp mà đi du lịch và cảm thấy rằng là làm sao để có thể mang tất cả nhân viên của mình đến cái nơi tuyệt vời như thế này người sếp đó có yêu thương nhân viên của mình không cả nhà một người mẹ ăn một miếng ngon có muốn chia sẻ cho con của mình không ạ? À? Muốn con mình cũng được ăn như vậy không? Mình đi chơi, đi du lịch. Mình được đối tác chiêu đãi Mình nói trời cái này nó ngon quá. Mình sẽ mình sẽ mua cái này về cho con của mình cũng được ăn cái miếng ngon giống như mình. Đó là nhu cầu chia sẻ. Như khi chỉ đơn giản là bầu trời hôm nay đẹp quá. Ngắm trăng, ngắm sao. ngắm bầu trời xanh, ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh mình mong muốn có một ai đó ở bên cạnh để chia sẻ với mình cái khoảnh khắc này có phải là mình yêu thương người đó hay không cả nhà nhu cầu chia sẻ là một nhu cầu rất lớn ở bên trong mỗi người nên có những người ha bị thiếu nhận thức về yêu thương chưa có nhận thức về yêu thương đủ đầy nên đáp ứng nhu cầu rồi gắn bó rồi nhưng mà không chia sẻ yêu chưa đủ không thấy yêu Tôn trọng là gì? Tôn trọng là hướng đến cảm xúc tích cực. Vậy thì người ta không muốn nghe nữa mà mình cứ bắt người ta nghe. Người ta không muốn làm mà mình bắt mình người ta làm. Người ta không muốn ăn mà mình cứ bắt người ta ăn. Người ta không muốn ngủ trưa mà mình cứ bắt người ta đi ngủ trưa. Vậy thì có phải là tôn trọng không này nhà? Tôn trọng là hướng đến cảm xúc tích cực. Yêu thương là liêm chính. rất là minh bạch trong mọi thông tin nghĩ nói làm rất là đồng nhất bên trong bên ngoài rất là đồng nhất yêu thương đó là liêm chính mình ở bên cạnh một người mình ở bên cạnh một người mà họ nghĩ họ nói họ làm đều rất là thống nhất mình có cảm giác an toàn không cả nhà có cảm giác tin tưởng không Và yêu thương là bao dung Một cái nhu cầu Và một cái khao khát Một cái khao khát của mỗi người đó là Được là chính mình Vậy thì khi mình ở bên cạnh một người Mà người đó tôn trọng, chấp nhận và thấu hiểu Và cho phép mình được là chính mình Thì mình có cảm nhận được là người đó yêu thương mình không thầy nhà Ở đây Hoàng Anh đang cho nhà mình một cái tổng quan yêu thương là gì những buổi sau thằng an sẽ cùng với cả nhà làm rất rõ từng cái chữ một ở trong này nhưng mà liệu chung lại mình kiểm thảo lại là mình nhà mình hình dung ha yêu thương á mà ở góc thông tin á nó là nhận thấy nhận thấy ha yêu thương á mà ở góc năng lượng á là cảm thấy yêu thương ở góc vật chất là nhìn thấy luôn thì khi mà chúng ta có một cái nhận thức đủ đầy về yêu thương ở góc thông tin năng lượng và vật chất thì chỉ cần ai đó lắng nghe và kết nối thôi là mình đã cảm thấy người đó yêu thương mình chỉ cần ai đó chia sẻ tôn trọng lên chính bao dung thôi là mình cảm thấy người đó yêu mình chỉ cần ai đó thỏa mãn đáp ứng cho mình một cái nhu cầu nào đó trong cuộc sống là mình nhận thấy là người đó là yêu mình nên nhìn đâu mình cũng sẽ đơn giản để thấy được yêu thương còn được cả ba góc thì quá tuyệt vời nhưng mà thông tin hay năng lượng hay hay vật chất gì thì mình đều gọi tên được đó là yêu thương đúng không mẹ nhà? Nhà mình có biết là một người bị thiếu khái niệm nguồn về yêu thương, có trạng thái nội tâm âm đối với yêu thương và không rõ hình về yêu thương, họ được yêu thương họ cũng không cảm nhận được yêu thương không? Và cho bao nhiêu yêu thương cũng thấy thiếu hết. Nhưng một người có sự đủ đầy về yêu thương Thì cho một miếng ở đây cũng thấy được yêu thương Xíu ở đây cũng thấy được yêu thương Xí ở đây cũng thấy được yêu thương Được cả ba cái trời ơi quá mừng luôn Hạnh phúc không thể hình dung Chàn bờ đê Đứng ở góc độ mình là người nhận thì mình luôn luôn nhận diện được yêu thương ở bất kể nó ở nó ở phẩm chất hay nó ở tâm thái hay nó ở nhân cách nó ở thông tin hay nó ở năng lượng hay ở vật chất còn đứng ở góc độ mình yêu thương ai đó mình đứng ở góc độ mình yêu thương ai đó mà mình quản trị được cả thông tin năng lượng và vật chất thì ngon không cả nhà yêu thương đơn giản để được nhận dạng à hoàng anh có viết một câu ở trên facebook khi mà lần đầu tiên hoàng anh được nhận cái khái niệm nguồn về yêu thương á à, hắn viết là vì yêu mà cả thế giới lao đao <laughs> biết yêu cả thế giới hạnh phúc nhà mình có biết thế giới điên đạo vì yêu không hình như mình ngày xưa cũng đã từng à rồi sau khi hoàng anh chuyển giao cho nhà mình khái niệm nguồn như thế nào là biết Thế như thế nào là tin, như thế nào là hiểu về yêu thương Thông tin hóa của yêu thương Năng lượng hóa của yêu thương Vật chất hóa của yêu thương Làm sao để mà nhận thấy được yêu thương Cảm thấy được yêu thương, nhìn thấy được yêu thương Thì quay lại Mình thấy mình đã yêu bản thân mình đủ chưa Mình đã yêu gia đình đủ chưa Đúng chưa mình đã yêu tổ chức đúng và đủ chưa? Mình đã yêu con người, yêu xã hội đúng và đủ chưa? Đủ chưa cả nhà? Thông thường á, con người không đạt được điều mình muốn là tại vì không biết mình muốn gì hoặc không rõ điều mình mong muốn. Vậy thì ở bối cảnh sáng ngày hôm nay thì mình đã được gọi tên làm rõ như thế nào là yêu thương cho cả nhà. mình đã được gọi tên làm rõ như thế nào là yêu thương thì có nhận thức có hiện thực Ai cảm thấy mình đã yêu bản thân đủ rồi có thể cho anh xin số 1 để làm quen đi trong lớp mình để mình xem cái nguồn năng lượng yêu thương của lớp mình mặc dữ chưa cả nhà ồ oh, thanh tuyền nhường lê luật trần Tùy linh thu hồng giang đủ đầy thúy ngô ngon có vậy trời lớp mình cảm thấy là đã yêu bản thân đủ đầy rồi ngon quá cả nhà chị khuất thị chắc chị yên chị thương trịnh rồi ai cảm thấy là mình đã yêu thương gia đình đúng cách rồi Đủ hết thông tin năng lượng vật chất luôn Số 2 Cho anh xin số 2 đi cả nhà Ồ. Còn yêu thương là vật chất Yêu thương là chia sẻ Yêu thương là tôn trọng Yêu thương là liêm chính Yêu thương là bao dung số 3 à? Mình làm quen Ai có đủ hết một 2, ba luôn cả nhà. Ai cảm thấy là mình đã yêu thương bản thân gia đình tổ chức xã hội một 2, ba luôn. Wow, lớp chúng ta có tổng nghiệp về yêu thương tốt quá cả nhà ha. Nhà mình có biết ở quýt có phương pháp đào tạo là tụ chúng không mà? Phương pháp đào tạo là tụ chúng. Vậy mình cùng nhau ngồi trong dung để làm rõ hình rõ khái niệm về yêu thương để mà có nhận thức đủ đầy về yêu thương và trong lớp có rất là nhiều các anh chị thành viên đã có hiện thực đủ đầy về yêu thương thì theo như cả nhà là có chợ cái nguồn năng lượng này cho mình để mà mình mình đơn giản có được cái nhận thức đủ đầy về yêu thương không cả nhà nhà mình biết phương pháp tụ chúng của quýt đúng không ạ à? Nên Hoàng Anh chúc mừng cả nhà Lớp của chúng ta có tổng nghiệp về yêu thương dịn dò Phương pháp tụ chúng ha. Nhà mình hình dung không biết có ai đã tham gia cái lớp 7 ngày à, biết viết và vẽ thư pháp không ạ? À? Nó là một điều không tưởng đối với xã hội nhưng mà nó là một hiện thực ở Quýt là bởi vì Quýt có phương pháp đào tạo gia tốc và tụ chúng. Tụ chúng gia tốc và thủ đắc. Rồi, một một mình mình mà squat 100 cái hay 300 cái là mình thấy hình như chân không còn là chân của mình nữa, lưng không còn là lưng của mình nữa. Nhưng mà khi tụ chúng thì mọi người squat 10.000 cái đơn giản. Các con từ 6 đến 10 à hai tuổi squat 6.100 cái đơn giản. Là bởi vì sao gậy nhà? có phương pháp tụ chúng. Vậy đi chúng ta cùng nhau ở đây để mà <laughs> chị Đặng đi Hoa nói squat 500 cái đơn giản nhưng mà 10.000 cái mà một mình thì nó không đơn giản. À, phương pháp gia tốc Gia tốc là sao cả nhà? Nhà mình sẽ gia cố bối cảnh nội tâm toàn tâm, toàn ý nhúng mình vào trong lớp yêu thương kể cả nó là online khi mình học online thì tính kỷ luật bản thân cần rất là cao bởi vì chỉ cần có một cái điều gì sao nhãn là có thể làm cho mình rời ra khỏi lớp ngắt nguồn năng lượng kết nối với lớp thì đó là gia tốc đó là tự gia cố bối cảnh cho mình nhúng mình vào toàn tâm toàn ý với toàn bộ nguồn thông tin và năng lượng của lớp hiện diện 100% tụ chúng là nhìn thấy sự chuyển hóa bài học tâm đắc ngộ cũng như là cái hiện thực về yêu thương đủ đầy cái nhận thức yêu thương đủ đầy của các anh chị học viên khác trong lớp thì sẽ thuận duyên trợ cho cái sự chuyển hóa của mình và thụ đắc thì chỉ đơn giản là nếu như mình không có một cái tri thức gì tốt hơn không có một cách gì đó tốt hơn thì mình nhận những cái gì mình được thầy cô cao nhân hoặc là chuyên gia chỉ điểm để ứng dụng không có lăng tăng suy nghĩ tư duy gì ở đây hết an vui an vui đón nhận thì hôm nay ha cả nhà chúng ta đồng hành cùng nhau đến khái niệm nguồn tam giác hiện thực và yêu thương ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau thì hoan xin phép thông báo là từ bảy giờ ba cho đến tám giờ ba là giờ của mc cô thị trung sẽ giúp đỡ giao lưu bài học tâm đắc ngộ hoặc là chia sẻ hiện thực hoặc là giải đáp nghi vấn và tất cả những cái nội dung liên quan đến lớp yêu thương với cả nhà và Hoàng Anh sẽ được gặp cả nhà là từ 8 giờ 30 cho đến 11 giờ 30 và trưa nay cả nhà 12 giờ kém 15 thì sẽ có linh thực hành của hành trình yêu thương nếu thuận duyên mà nhà mình muốn nhân cái bối cảnh và cái cơ hội này mình nhúng mình vào thông tin năng lượng và tràn ngập yêu thương để mà yêu thương ở bên trong mình á, nó nó gọi là nó thấm đẫm từng tế bào luôn, thì hoàng anh có lời mời nhà mình tham gia hành trình yêu thương cùng với cộng đồng yêu thương hay cả nhà, à nhà cô thị trung hay nhà mình ai có link của à, thực, thực hành yêu thương thì thì chia sẻ với cộng đồng giúp hoàng anh với. dạ yeah, nhà mình nhà mình chia sẻ cái link đăng ký ở trên khung chat Giúp hoàng anh với hoặc là hoặc là mình mình muốn biết link đó mình hỏi nhân mặt của mình hoặc là hỏi các cô trong team phụng sự cả nhà cộng đồng yêu thương thì hiện nay có 8 tám cô trong team phụng sự chị thanh nga có gửi lên khung chat đó cả nhà lớp yêu thương khác với hành trình yêu thương nha cả nhà hành trình yêu thương khác cái mà chị đỗ phượng mới gửi này Đó là hành trình yêu thương dung là bốn tám chín mật mã là yêu thương thì 12 hai giờ kém 15 mình gặp nhau ở dung thực hành yêu thương á cả nhà mình có thể vừa dùng cơm trưa mình vừa lắng nghe cũng được Biết ơn cả nhà đã dành thời gian trọn viện buổi sáng ngày hôm nay, à, đồng hành cùng với Hoàng Anh. Chúc cả nhà có một buổi trưa ngon miệng, thuận nhiên thì xíu nữa chúng ta gặp nhau ở Hành Trình Yêu Thương một tiếng mỗi ngày buổi trưa cả nhà. Dạ. Và hẹn gặp lại cả nhà sáng ngày mai. Rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà.